5 giờ sáng ngày 4 tháng 1 năm 1979, trời tảng sáng, đằng đông hướng Việt Nam, mây đã ửng hồng, bình minh lên báo hiệu một ngày mới. Lệnh tiến công, các loại xe, cả đoàn xe, không chỉ có 20, 30 xe, mà là hơn 100 xe, pháo các loại. Thật chính xác là 105 xe, cùng nổ máy. Tiếng rú ga, tiếng vù ga của đoàn xe gầm vang trong buổi sáng sớm, phá tan sự tĩnh lặng nơi chiến trường. Gầm to nhất là các loại xe reo, xe thiết giáp M113, xe tăng T-54, tăng T-59. Tiếng rồ ga vang lừng như mãnh thú, như khủng long thời cổ đại, rền vang như hàng ngàn, hàng vạn tiếng sấm dậy. Khói đen, khói xanh phả ra dày đặc, thơm khét. Thật vô cùng hoành tráng, vô cùng hào khí. Đi đầu không phải là xe tăng, không phải là xe bọc thép, mà là 5 chiếc xe reo. Loại xe quân sự lớn của Mỹ có vỏ thùng bằng sắt rất dày, lại được xếp một lượt các bao gạo xuống sàn, đề phòng cán phải mìn chống tăng. Theo kinh nghiệm, giảm sức công phá của mìn rất hiệu quả, tránh được thương vong. Xung quanh hai bên thành xe cũng được xếp các bao gạo làm tường hào và làm bệ bắn. Chính giữa của xe là khẩu súng 12 ly 7 đã được chốt chặt chân, người xạ thủ ở tư thế sẵn sàng nhả đạn, cùng khoảng 20 tay súng B40, B41, AK của đại đội 9 tiểu đoàn 3, trông thật thiện chiến, thật hùng dũng. Tiếp đến là xe chở anh em công binh với đầy đủ trang bị của ngành. Tuy thế, chiến sĩ công binh vẫn thêm trang bị như bộ binh. Tiếp nữa là 6 xe bọc thép M113. Mỗi xe cũng có khoảng 10 chiến sĩ bộ binh. Tiếp đến là 4 xe tăng, có 2 xe T-54, 2 xe T-59, cũng chở đầy lính. Rồi tiếp đến là các loại xe khác, chở tiểu đoàn 2, các đơn vị trực thuộc, rồi các loại xe kéo pháo phòng không 37 ly, 2 nòng, lựu pháo 105, sơn pháo 85, xen kẽ các xe tăng, xe pháo, vẫn còn các xe của lính bộ binh. Đội hình tiểu đoàn 1 có nhiệm vụ khóa đuôi đội hình. Đoàn xe dài hơn 2 cây số, bánh xe nghiến vào mặt đường, tiếng máy rung chuyển không gian, thật sôi động, thật mãnh liệt. Các chiến sĩ đầy đủ trang bị, tay cầm chắc súng, sẵn sàng, vừa tiến vừa có thể nhả đạn vào các ổ đề kháng, các mục tiêu của Pol Pot, hoặc có phương án bộ binh nhảy xuống chiến đấu, tiêu diệt tức thì các ổ đề kháng, cản đường chốt lại của chúng. Đội hình trung đoàn 273 bố trí xe của ban chỉ huy trung đoàn đi trước, kế tiếp xe ban chính trị, nối tiếp là xe kéo mấy pháo. Thật bất ngờ, tôi lại được ngồi cùng xe với nhà thơ Bùi Minh Quốc. Tôi thấy như một vinh dự, nhưng chưa thể chuyện trò với người viết những sáng tác, những tác phẩm mình yêu thích được. Vì lúc hành quân, đội hình dài, tiếng xe cộ ầm vang, ai nấy cũng đều căng mắt, nhìn về các hướng để phát hiện những nghi vấn mà để ứng phó. Nhà thơ mãi quan sát cảnh vật, địa hình mới lạ của đất nước Angkor để lấy cảm hứng sáng tác. Tôi thầm mong nhà thơ, nhà báo sẽ có những tác phẩm, bài viết về trận tiến công, các mũi tiến công làm nhiệm vụ quốc tế đầu tiên trong lịch sử làm nghĩa vụ giúp bạn của quân tình nguyện Việt Nam. Đây chính là sự nghiệp cao cả của đảng ta, của dân tộc ta, của quân đội nhân dân Việt Nam. Lịch sử sẽ ghi nhận, đây là cột mốc vinh quang trong sự nghiệp giữ nước. Nghĩ thế, lòng tôi xốn sang hẳn lên. Đoàn xe vẫn tiến hành với tốc độ chậm, hướng đột kích hành tiến theo hướng Bắc Tây Bắc của trục đường số 1. Mục tiêu đích đến là núi Xa Cách, bến phà Niết Lương. Đường xá thật tệ, 3 năm dưới thời cai trị của bọn thao phủ Pol Pot, chúng đã phá nát nền kinh tế Campuchia. Bọn chúng chỉ lo củng cố công xã, giết hại dân lành, làm cho mọi người phải sự, phải nghe, phải răm rắp tuân lệnh chúng nó. Nếu không lập tức, sẽ bị búa đập đầu, dù là lớn, dù là già hay là trẻ em thơ dại. Chỉ một búa rìu mà thằng lính Pol Pot nào
cũng mang ở bên người. Trông nó còn ghê sợ hơn khẩu súng. Còn hệ thống đường giao thông không hề được tu sửa mà còn bị đào phá nghiêm trọng. Nhất là từ sau khi chúng gây chiến với Việt Nam. Ngay cả các hệ thống đường đã được trải nhựa từ chế độ trước. Giờ đây cũng chỉ là ổ gà, ổ voi. Cứ khoảng 10 mét là chúng lại đào một con hào so le ngang 2/3 đường. Hòng làm chậm sự đột kích cơ giới của đối phương. Không có đường cơ động, đoàn xe của trung đoàn cắt băng cánh đồng đi. Được cái đất ruộng ở Campuchia, mùa khô rất cứng, bờ ruộng lại cũng không nhiều, nên xe cũng dễ di chuyển. Tuy nhiên, cũng có lúc gặp vũng lầy nhỏ, xe nọ lại kéo xe kia, rồi đoàn xe cứ tiến. Tuy rằng tốc độ hành tiến rất chậm, càng đi thì lầy lún càng xuất hiện nhiều. Anh em công binh, anh em bộ đội vất vả để chống lún, chống lầy cho xe. Mọi người tận dụng tất cả cây gãy, nhà hoang ở bên đường để lót cho xe qua. Việc hành tiến vô cùng khó khăn và phức tạp. Các đồng chí chỉ huy đầu ong ong, nóng như lửa đốt. Trong lúc điện của chỉ huy sư đoàn, của quân đoàn thúc giục liên tục, hỏi đang ở tọa độ nào, rồi nhắc phải tiến nhanh, phải thần tốc, không được để lỡ thời cơ, lỡ hợp đồng với các đơn vị bạn. Đã hết sức cố gắng, nhưng rồi trong ngày 4 tháng 1, mũi tiến công của trung đoàn cũng chỉ hành tiến được khoảng 10 cây số. Quá chậm. Việc này đã làm đau đầu các cấp chỉ huy. Còn anh em cán bộ chiến sĩ thì cũng sốt ruột không kém. Phần nào bị giảm đi hưng phấn, giảm đi hào khí tiến công. Sáng ngày 5 tháng 1, đoàn xe vừa ra khỏi cánh đồng, sát một hồ nước nhỏ, thì gặp ngay một con đường đất. Một người phấn chấn, đoàn xe tăng tốc, bụi đất cuốn mù mịt. Tiến nhanh được khoảng 20 km, đoàn xe lại gặp một bãi lầy. Thì ra đây là con đường cụt, mấy xe gieo chở bộ binh đã đi qua, mấy xe bọc thép M113 cũng đã vượt qua. Tới xe tăng T-54 đang chạy theo vết xích của các xe trước, bỗng mặt đất giãn ra, nứt toác. Chiếc tăng T-54 từ từ lún xuống, chiếc thứ hai đang đà bám theo, thấy lùi lại, nhưng chưa kịp lùi cũng bị lún xuống theo. Bộ đội trên các xe nhảy ào xuống, tản ra xung quanh tìm các vật liệu chống lầy, dùng xe khác kéo lui, nhưng xử lý mãi mà cũng không có tác dụng. Chiếc xe tăng T-54 ngày càng bị lún nhiều hơn. Chiếc đầu tiên bị lún nghiêng đến tháp pháo. Mọi người mệt rã rời, chán ngẩm. Công binh dùng nhiều biện pháp đấu, kéo. Nhưng hai chiếc xe tăng cứ ỉ ra. Toàn đội hình dừng tại chỗ. Trực tiếp sư đoàn phó 10 thứ đến chỉ huy việc chống lầy. Ông hò hét chỉ bảo cách nọ kia. Mãi mà cũng chẳng được. Quá lo lắng cùng mệt nhọc, ông ngồi bên bờ đất, một tay chống cằm, nhìn hai chiếc xe lún nghiêng hai hướng. Khẩu pháo 100 ly gách chồng về hai hướng khác nhau, thật bất lực. Cho đến bây giờ, tôi nhớ như in cái hình ảnh hai chiếc tăng bị sa lầy. Hình ảnh một sư đoàn phó ngồi chống tay lên cằm, hơi nghẹo đầu sang một bên, lo lắng tìm cách kéo hai xe tăng lên, thật ấn tượng. Tôi nghĩ, giá như hồi đó có máy ảnh mà chụp được bức này làm tư liệu chiến tranh, thì cũng thật đáng quý. Sư đoàn trưởng Vũ Cao phàn nàn trong máy khi gọi điện trao đổi trực tiếp với trung đoàn trưởng Trần Măng. Tốc độ hành quân thế này thì còn gọi gì là thần tốc? Chưa nói đến một loạt vấn đề đẻ ra từ hậu quả của sự chậm trễ, như thời cơ, kế hoạch hiệp đồng với các đơn vị bạn, phương án tác chiến, ý định của chỉ huy, ý đồ của chiến dịch. Nhưng ai cũng biết, khó khăn do địa hình là một thực tế rất khách quan. Bởi vì đã có ai đi trinh sát, khảo sát địa hình trước đâu. Theo lệnh của cấp trên, trung đoàn cứ phải táo bạo thần tốc mãnh liệt mà đi. Gặp địch là đánh, gặp khó khăn thì bằng lý trí, bằng trí tuệ, sáng tạo sức lực của mọi người để mà khắc phục, để vượt qua.
Trong lúc mũi tiến công bằng cơ giới của sư đoàn 341 đang gặp nhiều khó khăn do địa hình phức tạp cản trở, thì ở hướng đông nam, các đơn vị bạn phát triển thuận lợi. Sư đoàn 270 của Pol Pot án ngữ dọc biên giới, đối diện với tỉnh An Giang, đã bỏ chạy về phía nam Tà Keo. Sau khi lực lượng ta và bạn tiêu diệt một trung đoàn Pol Pot ở Khánh An, Khánh Bình, tỉnh An Giang. Sư đoàn 230 của địch ở phía bắc Hà Tiên, Kiên Giang cũng đã rút chạy khỏi Trà Phô, Trà Tiên và phía bắc tỉnh Kampot. Sáng ngày 5 tháng 1, tuyến phòng thủ của Pol Pot ở phía bắc đường số 2, phía nam Tà Keo đã bị ta đập vỡ, làm cho tuyến phòng thủ của chúng ở quân khu đông nam bị vỡ theo. Sự tan vỡ của địch ở các hướng đã mở ra bàn đạp hết sức quan trọng cho ta và lực lượng bạn ở phía nam Phnom Penh. Còn ở hướng đông, đông bắc, tại mặt trận Công Pông Tràm, năm sư đoàn của địch cũng đã bị đánh tan tác. Tên chỉ huy mặt trận này đã điện về báo cáo với trung ương của hắn là tình hình đặc biệt khó khăn. Địch vội vàng dồn lực lượng về phía tây sông Mê Công để luyện tập phòng thủ, ngăn chặn sức tiến công như vũ bão của ta. Sự phát triển mau lẹ ở các hướng đã làm cho cán bộ chiến sĩ sư đoàn 341 thật sự nóng ruột. Tiểu tướng Nguyễn Thế Bôn, phó tư lệnh quân đoàn, trực tiếp đi cùng chỉ huy sư đoàn, càng nóng ruột thêm. Ông cùng các đồng chí tham mưu, tác chiến, trải tấm bản đồ trên mặt ruộng, rồi nói với sư đoàn trưởng Vũ Cao bằng giọng kiên quyết. Phải bằng mọi cách khắc phục, phát triển theo phương án. Các ông cho nghiên cứu hướng trái 5 km. Trưởng ban tác chiến Lê Văn Hợi cùng các sĩ quan nhảy lên hai chiếc xe Jeep lao đi xem thực địa. Khoảng 30 phút sau, các anh trở về báo cáo tình hình với sư đoàn trưởng Vũ Cao. Sư đoàn trưởng cùng mọi người xem lại bản đồ, vẽ chỉnh lại mũi tên hướng hành tiến của trung đoàn 273. Xong ông báo cáo với tư lệnh phó quân đoàn Nguyễn Thế Bôn. Tôi đã cho trung đoàn 273 để lại một tiểu đoàn bảo vệ và khắc phục xe bị lầy. Còn đội hình vòng sang trái 5 km qua Phùm Rô Ban Veng, ở đó có con đường xe cơ giới. Phó tư lệnh quân đoàn nói, đúng, cho trung đoàn 273 theo phương án đó. Các trung đoàn khác cũng hành tiến nhanh hơn nữa. Để chậm trễ, mất thời cơ lúc này là có tội lớn đấy. Sau khi nhận được điện của sư đoàn về phương án hành quân và để tiểu đoàn 1 ở lại xử lý và bảo vệ hai xe tăng lầy lún, đoàn xe cơ giới của trung đoàn 273 nối đuôi nhau rẽ trái, vượt qua cánh đồng, qua Phùm Rô Ban Veng, gặp đường đất gồ ghề, rồi gặp một con đường đất tương đối rộng. Khi bám được đường tốt, đoàn xe tăng tốc độ, bụi đất lại cuộn lên mù mịt. Biết việc tiến quân bị chậm, nên ai cũng hành động rất khẩn trương. Xa xa thấy hiện ra ngọn núi xa cách, mục tiêu số 1 của điểm đến. Đoàn xe lao tới càng mạnh, mọi người chuẩn bị lại vũ khí, súng đạn cho trận chiến sắp đến. Chiều mờ tối ngày 6 tháng 1, trung đoàn 273 đã tới chân núi xa cách. Bỗng ầm ầm tiếng nổ của các ổ phòng thủ địch ở chân núi chủ động bắn vào đội hình trung đoàn. Chúng sợ nên bắn đạn B-40, B-41 nổ trước xe hàng trăm mét. Phía chân núi khói B-40, B-41 của chúng vẫn bắn vừa tan. Đã bộc lộ hết vị trí chốt của chúng. Đoàn xe khựng lại. Bộ binh nhanh chóng nhảy xuống, tản ra thành đội hình chiến đấu. 5 khẩu 12 ly 7 trên các xe cũng bắn thẳng về phía chân núi. Các khẩu đội DKZ cũng bắn tới tấp. Tiếng nổ thật đanh, khói bùng lên từng đụn ở khu vực chân núi. Các xe thiết giáp dàn hàng ngang bắn 12 ly 7 và DKZ, rồi tăng T-59 cũng nã trái pháo về khu vực khói xanh của Pol Pot. Các loại súng sau 15 phút dồn dập bắn áp đảo. Tiểu đoàn 3 xung phong lên, khí thế tiến công thật mạnh mẽ, giống như những người đi săn thú. Sau mấy ngày vất vả,
giờ đây mới thấy bóng dáng của con mồi, nên ai nấy đều háo hức chiến đấu, háo hức lập công. Anh em đã chọc thủng trận địa phòng ngự của địch, mấy cái xác lính diệt chủng vắt ở trên bờ công sự, máu loang đầy mình. Bên các loại súng bộ binh, bộ đội ta phát hiện hệ thống phòng thủ hầm hào dày đặc, số đông địch đã thoát được, chắc đã chạy đi nơi khác. Nhưng tuyến phòng thủ của địch lúc này cũng không lớn, chỉ có một lực lượng nhỏ ở lại chốt cản đường. Anh em phát triển rộng ra xung quanh, nhưng cũng chỉ thấy hầm hào. Tuyến phòng thủ mới đào, không còn lực lượng nào chốt giữ. Sau khi nghe Trung đoàn trưởng Trần Măng báo cáo phương án tác chiến của Trung đoàn 273, Sư đoàn trưởng Vũ Cao chỉ thị. Ngay sau khi chiếm được núi Sa Cách, Trung đoàn 273 nhanh chóng cắt trái vòng ra đường số 1, tiếp đến là bến phà Niết Lương, để cùng đơn vị chiếm giữ bến phà, chuẩn bị tiến thẳng vào giải phóng thành phố Phnom Penh. Từ chân núi Sa Cách, rẽ ra đường số 1 là con đường đất. Sau trận đánh chớp nhoáng, địch đẩy ra xa, nhiều đơn vị cũng hoảng loạn. Tinh thần cán bộ chiến sĩ lên cao, mọi người đều thấy thời cơ giúp bạn giải phóng khỏi họa diệt chủng đã tới. Dọc đường tiến quân, chúng tôi thấy đồ đạc, quần áo, vũ khí hạng nhẹ của lính vứt bừa bãi. Bọn này mới chạy qua đây, mọi người bỗng thấy tái hiện lại những ảnh cuộc tiến công năm 1975, khi đại quân ta đã đánh chiếm xong khu vực Tràng Bom, Hố Nai, Biên Hòa. Vũ khí, súng đạn, quân trang, quân dụng cũng ngổn ngang, bừa bãi như thế này. Đây chính là hình ảnh biểu hiện sự thất bại của một đội quân khi bắt đầu vỡ trận. Chiếc xe Jeep chở tham mưu phó Trung đoàn Phạm Anh Sướng, trợ lý tác chiến Nguyễn Văn Phô, Nguyễn Văn Ngọc, cùng mấy đồng chí trinh sát do lái xe Nguyễn Đình Thắng lao vọt lên trên dẫn đường. Tiếp sau là xe thiết giáp, xe tăng, xe vận tải chở bộ binh trong thế tiến công. Trời tối, vừa chạy được khoảng một cây số thì nghe một tiếng nổ ầm long trời, chớp lửa bùng lên, tiếng người kêu thất thanh, chúng mìn rồi. Đoàn xe khựng lại, bộ đội ào xuống tản ra phòng thủ. Sau mấy phút không thấy có gì khác thường, lực lượng phía sau lên cấp cứu xe chúng mìn. Chiếc xe gieo bị lật nghiêng, gạo vỡ ra tung trắng xóa, bánh sau bên phải xe tung ra. Nhưng rất may là chỉ có người bị thương nhẹ do gạo đè, còn không ai bị sao. Đúng là tác dụng của lớp bao gạo dưới sàn và bên bánh xe làm cản sức công phá của mình chống tăng rất tốt, đã tránh được thương vong cho bộ đội. Lực lượng công binh được bộ binh yểm trợ nhanh chóng lên dò mìn, nhưng suốt một quãng dài cũng không thấy quả mìn nào nữa. Đoàn xe lại tiếp tục tiến, số anh em trên xe bị mìn được sắp xếp đi cùng các xe khác. Chiếc xe Jeep của tham mưu phó Trung đoàn dũng mãnh dẫn đầu. Nghĩ lại cũng thật may là không vấp phải mìn, không biết quả mìn bọn Pol Pot mới gài hay sót lại từ lâu. Nếu chiếc xe Jeep tiên phong đè lên gây nổ với sức công phá của trái mìn kia, có lẽ cả xe cùng số người ngồi trên đó đã bị hất lên, thân xác cũng chẳng còn gì. Thật hú vía. Song nhiệm vụ là nhiệm vụ xe Jeep của tham mưu phó Trung đoàn vẫn phải làm nhiệm vụ tiên phong, vô cùng dũng cảm. Rạng sáng ngày 7 tháng 1 năm 1979, đoàn xe của Trung đoàn 273 đã tiến ra tới đường 1. Trời sáng hẳn, lúc này mới thấy sự ngổn ngang của nơi chiến tuyến, quần áo, đồ đạc, hòm xiềng, những chiếc xe trâu kéo vũ khí chồng càng lên trời hoặc nằm gục dưới ruộng bên đường. Tất cả quang cảnh cho thấy mới có một cuộc rút chạy của cả dân và của cả lính qua đây. Đoàn quân sẽ phải hướng mục tiêu 2, phà Niết Lương, được thông báo từ sư đoàn 7 đã đánh qua, hiện nay đang ở phía trước. Đã thấy đoàn người lôi thôi lếch thếch, cả người lẫn trẻ em, đàn bà con gái, cả những đứa chắc là lính Pol Pot đã vứt súng đạn trà trộn trong đám người.
đi ngược hướng trung đoàn, với khuôn mặt bẩn thỉu nhếch nhác lôi thôi, sợ hãi cùng ánh mắt lấm lét, nhìn đoàn quân đang hùng dũng tiến qua. Lúc này công việc chính của cán bộ, chiến sĩ dân địch vận. Tôi nói với mấy đồng chí phiên dịch, truyền đạt với mấy anh em trong đội công tác bạn, dùng loa kêu gọi nhân dân bình tĩnh, không nên để địch lôi kéo theo chúng, mà hãy yên tâm quay về quê cũ. Cả những người ai là lính Pol Pot cũng nên quay về với chính quyền cách mạng, cứu nước Campuchia. Khi về phải báo cáo với chính quyền địa phương biết. Rất nhanh, Sa Trơn bắc loa kêu gọi. Giọng chắc nịch, anh mở đầu. Ây lâu nỉ ta tâu, pro chu on, nưng tức đây, ban rùm đó ten sở rông. Tạm dịch, từ bây giờ trở đi, đất nước Campuchia đã giải phóng. Tiếng loa mỗi lúc một vang hơn, cảm xúc dâng trào trong người chiến sĩ Ba Trơn khi nói tới Campuchia giải phóng. Thoáng thấy những ánh mắt của đoàn người có vẻ đỡ căng thẳng hơn. Tiếng người cười nói, đó là tiếng reo vang, niềm vui thoát khỏi họa diệt chủng. Nhiều người chắp tay vái lạy về hướng đoàn quân tình nguyện Việt Nam và các chiến sĩ cách mạng Campuchia. Rồi mọi người ở nơi khác vừa đến cũng vui theo, niềm vui lan tỏa theo dòng người. Tất cả mọi người nhảy cẫng lên, vỗ tay rồi hô to, hoan hô Việt Nam! Việt Nam! Việt Nam Campuchia Samaki! Ôi, khẩu hiệu Việt Nam Campuchia đoàn kết đã được khơi dậy từ chính người dân Campuchia. Tôi hiểu ra tình cảm cao quý của nhân dân khi được giải phóng. Đằng đông hướng Việt Nam, mặt trời đã lên cao, chiếu những tia nắng đầu tiên ở trong ngày. Không phải như mọi ngày, mà hôm nay, một ngày mới, một kỷ nguyên mới đã đến. Niềm vui đầu tiên của những người dân là được tự do, được hưởng niềm vui, nụ cười hạnh phúc đầu tiên của hòa bình. Bình minh lên, báo hiệu sự hồi sinh của đất nước, của dân tộc Khmer anh em. Được chứng kiến niềm vui òa ập đến. Sao nước mắt của chúng tôi, những người lính tình nguyện Việt Nam, trào dâng chảy dài trên má. Các chiến sĩ giải thêm một số truyền đơn của mặt trận dân tộc cứu nước Campuchia. Mọi người tranh nhau vồ lấy đọc, rồi truyền cho nhau. Có người cất vào túi áo. Đoàn xe chúng tôi lại tăng ga lao về phía trước. Nơi đó có bóng quân thủ, chắn những con đường hòng ngăn chặn bước tiến của đoàn quân giải phóng. Đã nhiều năm rồi, tôi vẫn tự hỏi, phải chăng đây là tiếng loa phát thanh đầu tiên, sớm nhất báo tin chiến thắng, báo tin đất nước Campuchia đã hoàn toàn giải phóng, đất nước và dân tộc Khmer đã được hồi sinh. Mặc dù quân đội, các lực lượng cách mạng bạn cùng các đơn vị quân tình nguyện Việt Nam chưa tiến tới Phnom Penh. Khoảng 8 giờ sáng, mũi tiến công của trung đoàn 273 đã tới bến phà Niếc Lương. Mục tiêu hai trung đoàn đảm nhiệm đã được giải phóng. Cho đến giờ phút này, có thể khẳng định rằng toàn bộ vùng đất phía đông sông Tông Lê Sáp của đất nước Campuchia đã được hoàn toàn giải phóng. Bến phà Niếc Lương sáng nay tấp nập, nhộn nhịp với những đoàn quân. Toàn xe đủ cấp binh chủng, hàng vạn chiến sĩ bộ binh của bạn và của quân tình nguyện Việt Nam, gồm sư đoàn 7, sư đoàn 341, sư đoàn 9, sư đoàn 2, cùng các lực lượng phối thuộc khác của quân khu 7 đang tập kết tại khu vực này đợi vượt qua sông. Lực lượng hải quân của ta, đoàn 962, đã tiến đánh từ hướng Việt Nam dọc sông Tông Lê Sáp tới đây, đúng theo hiệp đồng. Trung đoàn 14 của sư đoàn 7 vượt sông đánh chiếm bến phà phía Nam. Từ chiều ngày 16, đã có đơn vị chốt giữ tại bến đó, đợi hải quân đến. Việc sư đoàn 7 cùng bộ đội hải quân đánh chiếm được bờ tây sông Tông Lê Sáp tại bến phà Niếc Lương là một thắng lợi lớn của thế trận chiến dịch. Tuyến phòng ngự phía tây sông Tông Lê Sáp bị vỡ, có nghĩa là cánh cửa phía đông của thủ đô Phnom Penh đã được mở. Đoạn đường số 1 từ phà Niếc Lương tới thủ đô Phnom Penh là một đường độc đạo. Ngoài trục đường 1 là cao, còn hai bên đường là sình lầy, kênh rạch, không tiện cho việc phòng thủ.
Với thế lực của chúng ta, với sức mạnh đột kích hùng hậu của tăng thiết giáp, cùng với các sư đoàn bộ binh tinh nhuệ, thì không có thể có phòng tuyến nào ngăn được. Tiến đánh giải phóng Phnom Penh, giờ đây có thể tính giờ, phải hành động thật khẩn trương, không thể để cho địch được hoàn hồn, không để cho chúng kịp lập hệ thống phòng thủ nào, phải thần tốc, táo bạo, mãnh liệt. Phó tư lệnh quân đoàn Bùi Cát Vũ ra lệnh toàn bộ sư đoàn 7 và trung đoàn 273 của sư đoàn 341 nhanh chóng tổ chức vượt sông. Lúc này là 8 giờ sáng ngày 7 tháng 1 năm 1979, cuộc đổ bộ vượt sông lớn nhất, mạnh nhất, tập hợp nhiều binh chủng hợp thành của quân tình nguyện Việt Nam cùng lực lượng cách mạng cứu nước Campuchia bắt đầu. Đơn vị hải quân thuộc đoàn 962 với các tàu há mồm lúc này cũng đã kèm được hai chiếc phà lớn tới tham gia chở quân vượt sông. Nhìn chiếc phà to, cồng kềnh, trên nóc tàu được trang bị mấy dàn tên lửa Katyusha và một số đồng chí hải quân với trang phục lính biển đang trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, thật oai hùng. Nghe nói các anh cơ động về đây cũng đã nhiều lần phóng đạn tiêu diệt các chốt phòng thủ hai bên sông. Dòng Mekong bắt nguồn từ cao nguyên Tây Tạng, chảy qua sáu nước, khi đổ tới địa phận Campuchia, gọi là sông Tonle Sap. Tonle Sap thật rộng lớn. Năm trước, trong lần cơ động đi giải phây thị xã Hà Tiên, toàn đội hình hành quân đêm bằng những chiếc tàu nhỏ của dân ở trên sông Hậu, dòng Tiền Giang, Hậu Giang cũng bắt nguồn từ Mekong. Mekong đổ vào đất Nam Bộ của chúng ta với 9 nhánh. 9 con sông đổ vào Nam Bộ, nên gọi là Cửu Long Giang. Ngày đơn vị tôi hành tiến trên sông Hậu rộng lớn, những con sóng lửng lững bốc cao như sóng biển. Có lúc tôi đã giật mình khi hai con tàu suýt đụng nhau. Hôm nay vượt qua những con sông của nước bạn, rộng lớn, cỡ như sông Tiền, sông Hậu của Việt Nam, thú vị là biết bao. Sông rộng làm cho tôi cùng nhiều anh em choáng ngợp, thoáng chút lo ngại trước sự to lớn, sự hùng vĩ của con sông. Nhưng suy nghĩ cũng chỉ thoáng qua, nhiệm vụ trước mặt còn nặng nề, song mỗi người lại trào nên niềm vui cùng sự hứng khởi khó tả. Khi những cái đích của Phnom Penh giống như đích đến của Sài Gòn năm 1975, trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do, thống nhất đất nước. Giờ đây, điểm đến thủ đô Phnom Penh, đầu não của tập đoàn phản động Pol Pot Insari, đang ở phía đó, phải nhanh, phải tiến công vào xào huyệt của chúng, tiêu diệt bọn đầu sỏ dã man độc ác, cứu giúp cách mạng và nhân dân Campuchia. Nhiệm vụ rất nặng nề, song ý nghĩa thật to lớn, vinh dự và trách nhiệm này là của lực lượng cách mạng đang còn non trẻ của bạn, cùng các chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam. Hàng vạn chiến sĩ cùng các loại trang bị vũ khí khí tài đã vượt sông. Giờ đây xe tăng, xe thiết giáp được mở đường đi trước. Tiếp đến là các đoàn xe chở bộ binh, xe pháo các loại nối đuôi nhau. Dòng xe đi cuồn cuộn như thác chảy, như lũ trào. Tất cả nhằm hướng Phnom Penh lao tới. Khoảng 9 giờ sáng ngày 7 tháng 1, lực lượng trinh sát không quân ở trên máy bay trinh sát L-19 báo tin. Có hàng trăm xe kéo pháo, xe thiết giáp của địch chạy về hướng Phnom Penh. Bộ tư lệnh liên quân nhận định, trước sự tấn công như vũ bão của ta, bọn Pol Pot không thể kháng cự lại tuyến phòng thủ bờ Tây sông Mekong, nên chúng đã tính bài đánh chuồn để bảo toàn lực lượng. Chúng mới chạy, như vậy là chúng cũng không kịp chôn mìn, đào hào hay phá cầu, cản bước tiến công của ta. Bộ tư lệnh liên quân ra lệnh cho các lực lượng nhanh chóng xốc lại đội hình, thần tốc tiến công, chiếm lĩnh các mục tiêu quy định, giải phóng các vùng đất, đưa nhân dân ra khỏi các trại tập trung để trở về Phum Sóc, quê hương của họ. Sau khi các đơn vị cơ bản của sư đoàn 7 đã qua sông, trung đoàn 273 của sư đoàn 341 cũng vượt sông rất nhanh. Trung đoàn trưởng Trần Măng
đang cho điều chỉnh sắp xếp lại đội hình hành tiến, thì được lệnh của sư đoàn phó 10 thứ giao nhiệm vụ như sau. Trung đoàn 273 tiến bám sát sư đoàn 7, tiến đánh vào thủ đô Phnom Penh. Mục tiêu 1 là giải phóng nơi lính Pol Pot đang chiếm ở khu các đoàn ngoại giao quốc tế. Giải phóng xong, giao cho bạn để hành tiến tiếp. Mục tiêu 2 là đánh chiếm sân vận động quốc gia Olympic, sau đó phát triển sang trái, bắt liên lạc phối hợp với sư đoàn 7. Đội hình sư đoàn 7 không biết đã đi hết chưa. Lúc này chỉ có đường số 1, đường độc đạo tiến vào thủ đô Phnom Penh, nên các đơn vị hành tiến chồng chéo lẫn lộn vào nhau. Sau khi đã điều chỉnh xong đội hình, trung đoàn trưởng Trần Măng ra lệnh, tất cả lên xe tiến công. Những chiếc xe tăng T-54, xe tăng T-59, xe bọc thép M113 rú vang trồm lên, dũng mãnh lao về phía trước mở đường. Khói bụi mù mịt trong nắng chói chang, tiếng xích sắt nghiến ken két xuống mặt đường. Những ngày hành quân qua vùng sình lầy, đất đường gồ ghề nên tốc độ không cao. Giờ đây là mặt đường nhựa, tuy rằng có chỗ pháo nổ thành vũng sâu, nhưng cũng đã thuận lợi cho việc hành tiến. Đoàn xe như mãnh hổ bị kìm chân lâu ngày, giờ đây được lệnh tiến công, phóng rất nhanh. Các chiến sĩ lái nhấn hết ga cho xe lao hết tốc độ, khiến bộ binh ngồi trên xe cũng vất vả, vì cũng phải bám níu chắc vào thành xe để không bị văng xuống. Trong khi một tay bám vào xe, một tay cũng phải trong tư thế cầm súng, sẵn sàng chiến đấu, rất vất vả. Những lá cờ nhỏ trên các xe thổi bay phần phật, mọi người bừng bừng khí thế tiến công. Hai bên đường và Phnom Penh, rải rác có những trận địa pháo 130, 122 và 85 còn ở đấy. Những hòm đạn còn xếp, nhưng không có dáng tên Pol Pot nào. Thỉnh thoảng, một vài cái xác nằm vắt bên đường, có khẩu pháo đã móc vào sau xích xe. Xe còn nổ máy, mà không có người lái, cũng thấy những xe Hồng Hà chở đạn, hoặc xe Bắc Kinh, loại xe chỉ huy, đầu cắm chúi xuống ruộng, cần anten dài vút, đung đưa thật ngộ nghĩnh. Các loại súng bộ binh cùng trang thiết bị chiến tranh vứt bừa bãi ngột ngang, cho thấy cuộc rút chạy rất lộn xộn mới đây của quân Khmer Đỏ. Trên đường lại bắt gặp từng đoàn người dân Campuchia, già trẻ trai gái, gầy gò rách rưới. Đi ngược hướng tiến của đại quân, họ chắp tay vái lại đoàn quân với nụ cười còn gượng gạo, hé nở trên môi. Đường vào Phnom Penh không có rực ánh cờ sao, như lúc đại quân năm 1975 tiến vào Sài Gòn. Ngoài những lá cờ năm ngọn tháp của quân đội cách mạng Campuchia và quốc kỳ cờ đỏ sao vàng của các đơn vị bộ đội tình nguyện Việt Nam, song có những bàn tay vẫy, nụ cười mới hé cùng ánh mắt trìu mến của đoàn người mới được từ cõi chết trở về, bắt đầu được hồi sinh. San Trơn lại phát loa báo tin đất nước giải phóng, kêu gọi nhân dân nhanh chóng trở về xây dựng quê hương. Cùng những tờ truyền đơn của chính phủ cách mạng cứu nước Campuchia được phân phát cho nhân dân, mọi người xúm lấy xem, người biết chữ đọc cho người chưa biết chữ nghe, tiếng cười nói vui mừng cất lên, niềm vui của những người được giải phóng lan tỏa rất nhanh. Chia tay nhân dân vừa được giải phóng, đoàn quân tình nguyện nhanh chóng triển khai hành tiến. Khoảng 11 giờ, trung đoàn 273 đã cận kề Phnom Penh, thì bất ngờ gặp một chốt gác chặn ngang đường, ngăn không cho trung đoàn tiến tiếp. Đoàn quân dừng lại, các đồng chí tác chiến trung đoàn lên hỏi tình hình, thì được biết đây là chốt giữ của sư đoàn 7 mới lập nên. Với lý do các lực lượng sư đoàn 7 đang gặp địch, đang chiến đấu bên trong thành phố, để tránh bị lẫn quân ta và quân địch, đề nghị trung đoàn 273 tạm dừng tại đấy. Sau khi sư đoàn 7 giải quyết xong một số ổ đề kháng, thì sư đoàn 341 sẽ lại tiếp tục tiến công. Nghe các đồng chí sư đoàn 7 nói tình hình như vậy cũng có lý, vì theo lệnh của quân đoàn, ban đầu là trung đoàn 273 tiến sau đội hình sư đoàn 7, cùng với thái độ cương quyết của các lực lượng giữ chốt,
đoàn quân của trung đoàn 273, sư đoàn 341 phải dừng lại. Bộ đội xuống xe, tản ra hai bên đường, trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, đợi lệnh của chỉ huy. Phía trước, tiếng súng thưa vẫn đang vọng lại. Nắng chan hòa, đường vào Nông Pênh vắng bóng nhân dân. Ba năm trước tập đoàn phản bội Pol Pot đuổi dân ra đồng, vào rừng, hàng ngàn, hàng triệu người bị giết hại. Thủ đô vắng bóng dân nên khung cảnh tan hoang rùng rợn. Phía trước đã không còn tiếng súng, nhưng lực lượng chốt chặn ở trạm gác sư đoàn 7 vẫn không cho quân đoàn qua. Trong khi điện sư đoàn vẫn thúc, trung đoàn 273 phải tiến nhanh, đánh chiếm ngay các mục tiêu đã được giao. Trung đoàn trưởng Trần Măng và chính ủy Diệp Xuân Ánh có lẽ là người nóng ruột nhất. Ông điện về báo cáo tình hình với sư đoàn. Mới đầu ban chỉ huy sư đoàn cũng chấp nhận tạm dừng, xốc lại lực lượng. Đơn vị bạn giải quyết xong các mục tiêu chốt chặn của địch đã. Chờ đợi đã quá lâu, 30 phút rồi 1 tiếng, sốt ruột vì dừng chân sẽ diễn ra nhiều bất trắc. Trung đoàn trưởng Trần Măng trực tiếp lên kiểm tra tình hình trạm gác, chốt cản đường và đã rất giận dữ vì phát hiện ra một trạm gác ngang nhiên cản đường hành tiến của trung đoàn. Hỏi ra mới biết trạm này của sư đoàn 7, tại sao lại có trạm cản đường? Chẳng lẽ đây là mưu mô vặt vãnh của cá nhân nào đó để họ lập thành tích sao? Làm chậm trễ sức tiến công, bỏ lỡ cơ hội tiêu diệt địch, giải phóng đất nước là có tội với nhân dân bạn. Nghĩ thế, trung đoàn trưởng Trần Măng điện xin ý kiến chỉ đạo của sư đoàn để xử lý. Lập tức chỉ huy sư đoàn ra lệnh cần dẹp ngay trạm cản đường vô lý, không được chậm trễ, để tiến công mạnh mẽ vào mục tiêu ở phía trước. Lệnh lên xe tiến công, những chiếc xe không khác gì những con tuấn mã đang phi nước đại lao lên phía trước, bỗng bị ghim cương dừng lại. Sức nén của sự chờ đợi đã quá căng thẳng, đoàn xe chồm lên, bất tuân lệnh vô lý của trạm gác, thẳng tiến vào Nông Pênh. Lúc này đã gần 13 giờ chiều ngày 7 tháng 1 năm 1979, chiếc xe tăng T-54 dẫn mũi đầu tiến công của trung đoàn 273 vượt qua cầu Monivong vào Nông Pênh. Thủ đô Nông Pênh đây ư? Thủ phủ của bọn đầu não Pol Pot Ieng Sary. Không có một phát súng bắn trả, không có bóng một tên lính Pol Pot nào. Những quân trang quân dụng của bọn chúng vứt ngổn ngang đầy đường. Những cung điện nguy nga, những chùa vàng, chùa bạc, những căn nhà, những dãy phố với những kiến trúc đặc trưng của đất nước chùa tháp. Đã có một thời hưng thịnh, nhiều năm hưng thịnh sầm uất, đông vui bên bờ Tông Lê Sáp. Giờ đây vắng tanh vắng ngắt với những tòa nhà rêu phong im lìm như một thành phố chết. Thủ đô giờ đây không một bóng người. Những cư dân của thành phố đã bị bọn Pol Pot lùa hết lên rừng, đi xây dựng cái gọi là công xã. Không chợ, không tiền, không trường học, không cả bệnh viện, chùa chiền. Tôi cùng những chiến sĩ tình nguyện Việt Nam từ trong trái tim như muốn kêu lên thật to. Hỡi những cư dân thủ đô Nông Pênh, chúng tôi đã tới đây, đã đánh đổ bè lũ khát máu độc ác Pol Pot Ieng Sary, cứu giúp dân tộc Khmer khỏi họa diệt chủng. Các bạn ở đâu cả rồi? Ai còn, ai đã chết dưới đao búa của bọn Pol Pot khát máu, mất hết tính người này? Không một tiếng vọng trả lời, chỉ có gió, gió lay động các cành cây như những linh hồn oan khuất kêu than giận dữ, tố cáo tội ác của bọn đao phủ, bọn dã thú đội lốt người của tập đoàn Pol Pot Ieng Sary, kêu xăm phon khát máu man rợ. Các đơn vị của sư đoàn 7 đã giải phóng khu vực Hoàng Cung và một số nơi khác. Trung đoàn 273 tới khu vực sân vận động Olympic, rồi phát triển theo đại lộ Monivong, tiến đến khu vực Đài Độc Lập, khu vực bộ tổng tham mưu của Pol Pot. Nơi đây là hợp điểm của các cánh quân ta và các đơn vị quân đội cách mạng Campuchia. Ngày 7 tháng 1 năm 1979, lúc 11 giờ 30 phút, thủ đô Nông Pênh đã hoàn toàn giải phóng. Lá cờ năm ngọn tháp của mặt trận dân tộc giải phóng cứu nước Campuchia tung bay phần phật trên đỉnh cột cờ của Hoàng Cung.
báo hiệu một chiến thắng to lớn của cách mạng chân chính. Lá cờ là biểu trưng của khát vọng tự do, là nguồn sống của nhân dân đất nước Chùa Tháp và là lời tuyên bố đanh thép chế độ diệt chủng Pol Pot Insari, kẻ sát nhân tàn bạo nhất trong lịch sử đất nước Campuchia đã bị lật đổ. Từ đây, nhân dân Campuchia được sống trong hòa bình để xây dựng đất nước. Lá cờ cũng là biểu tượng của chính nghĩa. Trên đường tiến công địch, giải phóng các địa bàn khác, ở đâu Trung đoàn 273 cũng đều cắm cờ năm ngọn tháp của Mặt trận Dân tộc Cứu nước Campuchia lên đỉnh cao nhất ở đấy. Đó là cột cờ sân vận động Olympic, Đài Độc Lập. Chúng ta biết rằng, trên đường tới những cột cờ, có biết bao cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 273 đã anh dũng hy sinh. Máu các anh đã tô thắm ngọn cờ của nước bạn và tình hữu nghị vô giá Việt Nam-Campuchia. Nhân dân bắt đầu lác đác trở về thành phố. Trên các đường phố chết, bây giờ đã hồi sinh, tuy ngổn ngang rác rưởi do bè lũ diệt chủng để lại. Những thứ quân trang, quân dụng của lính địch vứt ngổn ngang. Phục hồi một thành phố bỏ hoang 3 năm, chắc là phải lâu lắm. Tôi nghĩ vậy mà lòng nhói đau. Trong các thứ tội với loài người, thì tội diệt chủng là tội nặng nhất. Có lúc chúng tôi đến nhà máy sản xuất thuốc lá, nơi đây lính Pol Pot đã lục phá vì số lượng thuốc quá nhiều nên chúng vứt bừa ra. Chiều muộn, chúng tôi hành quân vòng về khu vực vòng xoay đầu cầu của Mô Ni Vông. Trung đoàn bộ dừng chân ở tại một dãy nhà 3 tầng. Từ đầu giờ chiều đã có nhiều đơn vị tiến vào thành phố. Nhưng giờ đây khi gần tối, mỗi đơn vị được giao dừng chân ở mỗi nơi để làm nhiệm vụ bảo vệ thành phố. Địch đã tàn dã, chạy dạt lên phía tây. Thành phố trở nên yên tĩnh, thỉnh thoảng có vài tiếng nổ nhỏ từ xa vọng lại. Chiều tối, gió từ sông thổi lên mát lạnh, ai nấy đều vô cùng mệt mỏi. Thành phố vẫn im lặng. Lúc này, mọi người như thấy thành phố lớn, rộng hơn, trong khi thấy mình như bé nhỏ lại. Cán bộ chiến sĩ của ban năm của trung đoàn đã kịp nấu ăn cho toàn trung đoàn bộ. Lúc này đã cuối chiều, chúng tôi đang ăn cơm, bỗng nghe mấy loạt súng rộ lên, bắn về phía trung đoàn bộ. Tất cả vồ lấy súng, lắng nghe diễn biến tiếp để hành động. Nhưng cũng chỉ có mấy loạt AK đấy, có lẽ anh em ta phát hiện gì đó nên nổ súng. Nhưng khoảng 10 phút sau, một chiến sĩ chạy lại chỗ đại đội trinh sát, mặt cắt không còn giọt máu, hồn hề nói: "Xe chở thủ trưởng Khánh bị phục rồi." Mọi người vây lại, được biết Trung tá Phan Khánh, trưởng phòng hậu cần sư đoàn, cùng Đại úy Yến, trợ lý tuyên huấn sư đoàn, cùng một chiến sĩ đi xe Jeep, vượt lên, tưởng Trung đoàn 273 đã ở đó. Xe đang chạy, thì thấy bóng áo đen, chưa kịp xử lý, đã bị chúng bắn mấy loạt vào xe. Anh Phan Khánh, anh Yến bị trúng đạn địch phục kích. Trước tình huống ấy, đồng chí lái xe quay xe, nhưng cua quá gấp nên xe đã bị lật. Lái xe vật lộn ra mấy vòng rồi chạy về đây. Vị trí xe bị phục kích cách đây chừng một cây số. Tình huống xảy ra thật bất ngờ. Trung đoàn lệnh cho đại đội trinh sát cùng hai đại đội của tiểu đoàn 1 đánh lên ứng cứu. Trời đã nhập nhoạng tối, anh em vận động lên, gặp xe đang nằm nghiêng ở giữa đường, ba người nằm gục, vắt vẻo trên các hướng, máu loang thành những vũng nơi xe đổ. Một bộ phận ở lại vị trí xe, còn tất cả phát triển lên tiếp. Nhưng thật kỳ lạ, không thấy bóng địch nào, không có một bóng người dân nào nữa, không có phát đạn nào, loạt đạn nào bắn nữa. Đau lòng nhất là cả ba đồng chí đã hy sinh. Chúng tôi đang vui mừng vì suốt dọc đường chiến dịch, đơn vị đánh hành tiến, vượt qua nhiều trở ngại, nhưng không người nào bị hy sinh. Vậy mà bấy giờ, buổi tối ngày 7 tháng 1, lại có sự vụ đáng tiếc này. Mọi người đều cảm thấy có gì hơi rờn rợn. Ai nấy kiểm tra lại súng đạn, sẵn sàng chiến đấu trong đêm này. Đêm đầu tiên nghỉ ở thủ đô Phnom Penh, vừa giải phóng, lòng chúng tôi trộn rộn, vui mừng, xen lẫn lo lắng. Khoảng 7 giờ tối, ban chính trị vào một ngôi nhà bỏ hoang, từ lâu tính chốt lại. Tôi rủ anh Phạm Ngọc Dũng,
trợ lý quân lực trung đoàn ra đằng sau nhà, nơi có bãi đất trống trồng chuối để đi vệ sinh. Tối mò, đèn đóm không có, hai chúng tôi tính khoét hố mèo. Trời tối om, nhìn cái gì giờ đây cũng giống hình người, cũng thấy nguy hiểm. Bỗng tôi phát hiện những quả đạn đỏ lừ từ xa đang bay hình vòng cung, rất nhanh về phía chúng tôi. Tôi hét to, anh Dũng, đạn pháo kìa. Tôi vội xách súng, chạy vội vào trong nhà. Vừa vào được nhà, những trái đạn 37 ly nổ oanh tóe lửa. Mảnh đạn bay rào rào ngay gần chỗ chúng tôi, rồi thêm nhiều loạt đạn thẳng bay đến. Thật hú vía. Thế rồi anh em chúng tôi nhanh chóng phân công nhau canh gác. Rất mệt, nhưng không ai dám ngủ say. Mọi người chỉ mong cho trời nhanh sáng. Băng qua thêm quãng chẳng chùi thấp nữa thì đã về đến nhà. Chừng 20 phút chưa tắm rửa, mấy thằng rủ nhau ôm trái bóng chuyền ra giữa doanh trại trước mặt A Thông Tin, có sân rộng, định bắt cặp với A Thông Tin, đánh cho đổ mồ hôi rồi đi tắm. Mới phát bóng qua lại được mấy quả thì nghe có tiếng xe từ hướng công công thom vào, tiếng xe ù ù lớn rõ dần, chắc gần tới đầu phun Oppo. Ầm, một tiếng nổ rất lớn, lớn hơn tất cả tiếng mìn chống bộ binh và các loại đạn pháo cối, kèm theo là tiếng ào ào vang trong rừng xa xa, từ từ nhỏ dần rồi im hẳn. Không có tiếng súng bắn ứng cứu, mấy thằng nghe nổ bảo nhau, dính mình nữa rồi. Giờ này tổ chốt hướng đó cũng đang rút về gần tới đơn vị, không biết chuyện gì xảy ra nữa đây. Cả đám chạy tản ra, còn mình chạy bừa vào A Thông Tin gần đó, vơ vội cây AR-15 cùng áo đạp không biết của thằng nào, mang đại vào vai ở trần bận quần đùi cùng anh Hoàng Mạnh Đoàn, bê trưởng trinh sát. Thêm mấy thằng nữa cũng vác súng đạn trên người, chỉ mặc quần đùi ở trần vì đang đánh banh, chạy về hướng tiếng nổ. Khi đến nơi, thấy chiếc xe tải lớn có thùng dài cả chục mét, mui trần hiệu Isuzu còn mới. Cách chỗ thằng Tùng vướng KP2 chết tháng trước, bà già trong phum Oppo đi xe đạp cán trái 652A cùng buổi chiều mất bắp chân bên bìa đường phía trái. Còn chiếc xe này cán mìn bên lề phải, nhưng chỉ cách chỗ Tùng chưa đến 100 mét, nằm lật ngang dọc theo phía giữa mặt đường. Cái cabin xe dở đầu ngược về phía trước, vỡ hết cửa kính. Tài xế còn trong cabin được anh em kéo ra ngoài xe, mặt mũi, người đầy máu, bị thương nặng nhưng chưa chết. Anh em bẻ mớ nhánh cây lót xuống nền đất đường rồi khiêng đặt cho nó nằm lên. Nó còn thở, lâu lâu lại ưỡn người kéo hơi lên, nghe khọt khọt như kéo thuốc lào. Bốn cái bánh xe cặp đôi sau, một bên còn trơ trọi mấy cái mâm móp mép và một ít lốp xe còn dính lại. Mùi cháy khói khét lẹt, hình như bánh xe sau phía trong gần lề đường cắn trúng mình. Có khoảng hàng trăm bao xi măng, củ tỏi, củ hành bật lửa văng đầy cả một khoảng đường. Phía trong gần bìa đường là một cái hố sâu 6-70 phân, rộng hơn cả mét. Đơn vị chạy ra đến nơi thì ba anh em tổ chốt trong rừng nghe nổ cũng vừa chạy tới. Vậy là quân ta bình an. Trên thùng xe có 4-5 cô gái Khmer văng xuống đất, nhưng rất may mắn không ai bị thương. Chắc là nhờ các bao xi măng chất nhiều lớp dưới sàn xe che chắn đỡ, nhưng nhìn mấy cô gái đứng nép sát vào nhau, mấy gương mặt ai nấy mất thần hồn, trông rất tội nghiệp. Từ đầu đến chân, mặt mũi phủ toàn lớp bụi xi măng, trông giống y như những pho tượng, chỉ nhìn thấy có hai con mắt. Sau khi kiểm tra xem còn mìn xung quanh không, anh Đoàn bảo anh em giúp dân gom đồ lại. Có một hai thằng lom khom phụ dân, mấy thằng còn lại cứ đứng nhìn lóng nga lóng ngóng. Thế là anh Đoàn nhìn thấy quát lớn, không dọn dẹp giúp anh em còn đứng đó nhìn cái gì? Tụi mày chưa được thấy cái ấy bao giờ à? Nghe vậy, mấy thằng mới bu lại phụ gom đồ cho dân, còn mắt lâu lâu lại liếc nhìn mấy cô gái, nhưng cũng không quên nhét vào túi mấy cái bật lửa và vài củ hành củ tỏi. Khi về doanh trại mới biết, khi nãy anh bê trưởng phát hiện mấy thằng cứ nhìn vào người mấy cô gái Khmer. Lúc mình nổ văng xuống xe, đứt hết cúc áo trước, có người đứt cả áo ngực bên trong, sợ quá không cài lại được, nên cứ để thế luôn. Hèn chi, các chú đồng đội ta cứ nhìn, rồi bị bê trưởng phát hiện mắng cho. Mấy thằng làm xong, khi về doanh trại xúm lại xì xầm với nhau. Ông ấy có vợ ở nhà, năm nào cũng được đi phép về, thì cũng được nhìn thấy cái đó hoài,
Còn tụi mình mới lớn đã vào đây rồi. Lần đầu thấy cái vú của con gái thì tụi mình nhìn thôi. Vậy mà ổng cũng chửi. Vụ này cách phum Oppo 300 mét về tay trái hướng đi về công viên Tom và cách cầu gỗ phum Oppo 400 mét. Có mấy thằng lính ca gác cầu cũng xách súng đến thấy bọn mình giúp dân của nó mà nó chẳng làm phụ, chỉ đứng nhìn rồi quay về cầu. Thế mới bực mình chứ. Bắt đầu các thủ trưởng đơn vị mình họp, hội ý, nghi ngờ. Hay bọn lính ca này làm nhỉ? Cũng có thể, vì tụi nó cũng không được tin cậy lắm. Vụ nổ hôm nay cũng gần chỗ xe dân ca cán pin chết chôn tập thể 16 người và Nguyễn Thanh Tùng vướng K-72 mấy lần trước. Qua sàng lọc đối tượng nghi ngờ. Một là có người trong phum làm việc cho Pol Pot, còn dân của phum này chính quyền còn yếu chưa được tin tưởng lắm. Phum toàn con gái, người già và trẻ con, không thấy thanh niên đâu cả. Chắc bọn nó đi theo Pot hết rồi. Đã có trường hợp lính hùn tìm nhau, một thằng trốn băng rừng ra phum mua rượu về nhậu, mua rượu xong không chịu về mà ở lại nhậu với dân phum, say quá không về được. Mấy thằng biết nó đi phum nhưng gần tối mà không thấy nó về, anh em vác súng ra phum tìm. Đến giữa đường thì gặp một thằng miên đang cõng cái gì màu đen đen trên lưng, đang định băng qua lối mòn xe bò vào rừng. Nhìn thấy nghi là dân phum tải hàng vô cho Pol Pot, anh em quát lớn: "Giữ phơi bọn tông na, tối rồi anh còn đi đâu?" Nó quăng cái cục ấy xuống đất, nghe tiếng ụt rồi chạy mất hút vào trong rừng. Anh em đến nơi thì thấy cục đen đó chính là thằng lính nhà mình lúc chiều trốn ra phum mua rượu, say mềm không đứng lên được. Cũng may cho nó là anh em vừa tới kịp. Nó quăng thằng lính của mình xuống đất bỏ chạy vào rừng. Nếu không kịp thì chắc chắn thằng lính mình bị cõng đem vào rừng làm thịt rồi. Anh em dìu nó về, người mềm nhũn như chuối chín, rồi giấu nhẹm vụ này luôn. Sợ mấy ông C hay dê trưởng mà biết được thì cho đào hào mệt nghỉ. Ngày mai ra phum tìm thằng miên đó, nó trốn mất tiêu luôn. Cho đến tháng 10 năm 1983, đơn vị chuyển quân qua đường 56, mặt trận 979 Pusat, phối thuộc với sư đoàn 339 mở chiến dịch K5. Hai là bộ đội ca gác cầu làm việc hai mang, vì các vụ xảy ra đều cách rất gần phum. Cứ lâu lâu đến nửa đêm, bọn chúng bắn loạn xạ M79, rồi trung liên tiểu liên nổ loạn xạ ngầu. Đơn vị phải đưa cả B ra tiếp ứng. Hỏi thì nó bảo nhìn thấy Pot mò theo suối vào gần gầm cầu để đánh sập cầu. Sáng ra anh em khảo sát lại chỗ đó thì đánh giá không phát hiện dấu tích nào của Pot đột nhập cầu. Bọn này láo thật. Trước tình hình căng thẳng như vậy, đơn vị liền tiến hành bố trí các tổ chốt dày đặc hơn ở các điểm nóng. Lâu lâu có khi đơn vị thông báo với phum trưởng cấm tất cả dân trong phum không được vào rừng rẫy một hoặc hai ngày để bộ đội Việt Nam làm công tác truy quét. Hoặc tất cả đi làm về phum trước 6 giờ chiều. Nếu người dân nào không chấp hành thì có việc bắn nhầm dân, bộ đội Việt Nam sẽ không chịu trách nhiệm. Hôm tổ chốt của Phước do anh Linh, lính 81 tổ trưởng, ba thằng chốt ở mé rừng cách cầu gỗ phum 400 mét. Cách đường 12 sâu vào 500 mét, cặp mé rừng quay ra cánh đồng ruộng khô, chỉ còn trơ gốc rơm rạ. Chiều ngang 400 mét, chạy dọc giữa hai bên rừng để nhìn được hết góc 45 độ, quan sát động tĩnh của bộ ca gác cầu và dân trong phum. Vì đơn vị đã thông báo dân cấm vào rừng rẫy trong một ngày. Lúc 10 giờ sáng, anh em tổ chốt phát hiện từ xa một thằng vác súng đi ra khỏi mé rừng, băng qua cánh đồng hướng vào phum. Chờ cho nó đi tới giữa đồng ruộng để không còn cơ hội chạy vào hai bên rừng, anh Linh hô to: "Ê, lật đai lên!" Ê giơ tay lên. Nó không đứng lại mà vác súng chạy luôn. Bằng bằng bằng, mấy phát súng bắn chỉ thiên cảnh cáo, nó không dừng lại mà chạy tiếp, nó cũng không thèm bắn trả. Nó chạy gần đến bìa rừng, anh em sợ mất, thế là quyết định diệt luôn. Cây RBD của thằng Tùng già chống hai càng trên bờ ruộng, khẩu AK của mình. Bằng 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 bằng, thi nhau nhả đạn, đạn găm xuống đất ruộng khô bụi, đất tung lên xịt xịt dưới chân theo hướng nó chạy. M79 của anh Linh cũng cóc theo được hai quả, vậy mà không trúng nó chạy thoát vào mé rừng hướng phum. Anh em rượt vào tới phum, một tổ khác nghe tiếng bắn dữ dội cũng chạy đến tiếp ứng. Khi phát hiện nó chạy vào một nhà sàn, anh em bao vây lôi cổ ra hỏi nó, thì ra nó là một tên trà kiên, con ông phum trưởng. Thằng bạn mình hỏi nó: "Hôm nay
bộ đội Việt Nam cấm vào rừng, mà mày đi đâu về? Nó thở hổn hển. Tôi bị mất trâu nên vào rừng tìm. Hỏi tiếp, tại sao bộ đội Việt Nam kêu mà không đứng lại? Nó trả lời, nghe thấy bộ đội bắn sợ quá chạy luôn. Rồi hỏi, cây súng hồi nãy mày cầm đâu? Nó nói, tôi đâu có cầm súng. Mấy thằng bạn quát to, tao thấy mày cầm súng rõ ràng, mày giấu ở đâu? Nó chỉ tay ngay chỗ cầu thang bước lên nhà sàn, trả lời, tôi cầm cái này, chứ đâu phải súng. Nhìn cây dựa để chặt cây, hèn chi, nhìn giữa trời nắng từ xa, nó vác trên vai. Cái lưỡi dựa bản dẹp to hơn cái cán, nhìn giống như nó vác cây súng M79. Mấy thằng nhìn nhau, cạn lời. Hôm đó, con thằng phung trưởng mà trúng đạn thì có chuyện lớn xảy ra với anh em tụi tôi rồi. Bắt dế ở chiến trường. Thấy các hình mấy gói thuốc ngon như thế đấy, nhưng không có được thường xuyên lắm đâu nhé. Vào lúc đó, đối với anh em tụi mình, nơi chiến trường thì các loại như Sabit, Captan là loại hàng sang đấy. Đúng không các đồng đội? Nhu yếu phẩm chỉ là hoa mai, Đà Lạt. Lâu lâu các anh đi phép về Bắc vào thì có thêm vài lạng trà Bắc, nắm thuốc Lào Lạng Sơn, gói Sapa hoặc sông Cầu, Điện Biên là hoành tráng rồi. Còn lúc nào có xe ra ngoài thì gửi anh em mua dùm vài gói Apsara hay vài lạng cô táp rời màu vàng cuốn hút là cực kỳ thơm luôn. Nhưng chỉ là mùa nắng xe đi lại dễ dàng thôi, hoặc có đoàn vận tải H13 hay đoàn xe châu H14 của dân đi ngang mới xin được thuốc hút, chứ vào mùa mưa đường lầy lội cả mấy tháng trời cũng chẳng có chiếc xe nào đi qua lại. Anh em đành đi tìm bắt dế nhũi về hút là chuyện thường ngày. Kể cả sĩ quan cũng vậy, chứ đừng nói đến lính lác. Lúc đầu thì bắt dế trong nhà, dưới gầm giường. Hết rồi, đến mấy gốc cây, nơi thường hay quét rác, hay đổ xác trà vào đó. Thằng này vừa bươi rác ra kiếm dế vừa quay vào, thì lại nhìn thấy thằng khác đến bươi tìm dế. Các đồng đội mắc cỡ, sợ anh em nhìn thấy chọc quê, nên giả bộ cầm cái cây kều kều đống rác như đang tìm món gì đó. Nhưng cặp mắt thì cứ liếc xung quanh xem có ai nhìn mình không. Đâu biết, thằng nào cũng như thế. Đúng là đến bây giờ, Phước nghĩ, hồi đó mưa nhiều, xe không vào tuyến được, anh em thêm thuốc hút, đi tìm tàn thuốc đã vứt đi, giống như vạch cỏ tìm bát dế để đá nhau với chúng bạn cùng xóm thời còn bé. Dế ở gầm giường trong nhà, bắt là hút được ngay. Con dế ở ngoài đống rác, gốc cây, bị mưa nên đa phần ẩm mốc, lượm về, xé ra gom lại, vò trong nước cho chui hết mốc, phơi khô là hút tạm được. Nhưng phải canh kỹ lưỡng. Có một hôm nọ, mấy thằng bắt được mấy con dế bị mốc xanh vì lượm được ít quá, nên bàn hùn lại, chung với nhau, đem vò nước, xong phơi trên cái bìa giấy để trên ghế. Nhìn thấy, có tí thuốc quấn không được một điếu để hút chung, nên bảo nhau, thôi, để khô, rồi chia cho mỗi thằng một tí, nhét vào cái ống thuốc lào, cũng kéo được một nao. Đến lúc thuốc gần khô, bỗng một cơn gió đến thổi bay miếng giấy xuống đất, hất thuốc bay tứ tung. Thế là xong, cãi nhau òm tỏi, đổ thừa nhau, tại mày phơi mà không chẳng đè nên mới thế. Thằng thì bảo, lúc tao phơi không thấy gió. Thế là nhịn thèm cả đám. Đang lúc vã độ thì thằng Công, biệt danh là Công Cướp Biển, tính nó rất lanh chanh, bước tới, xòe bàn tay ra, nói, tao có cái này cho anh em hút, cái này ngon lắm, không cần cãi nhau nữa. Nhìn trong lòng bàn tay của nó là một nắm bã trà đã phơi khô. Nó nói, cái này bỏ vào ti ống thuốc lào kéo thì phê, mà thơm hơn dế nhũi luôn, tao hút hoài, đã lắm. Anh em nghe nói vậy, mấy thằng nhìn nó còn nửa ngờ nửa tin, vì nó có cái tính là cứ nghĩ ra việc gì đó hay lừa anh em làm trước để cho nó thí nghiệm. Thì nó tiếp lời luôn, thôi, vào nhà đi, tao kéo một phát trước cho tụi mày xem. Bước vào nhà, nó cầm ngay cái ống điếu cày dựng dưới chân bàn ngồi ăn cơm. Nó lấy nhúm nhỏ sắt trà vo nhuyễn, nhét cứng vào đầu ti, xong bật quẹt đốt cây que tre, châm vào kéo. Rẹt! Tiếng kêu vừa dứt, nó ngước đầu lên nóc lán trại, hai mắt khép lim dim, há miệng nhả khói. Nhưng khói đâu chưa thấy, thì đã thấy máu từ hai lỗ mũi của nó, hai dòng đỏ tươi chảy xuống. Đám anh em ôm bụng lăn ra cười, có thằng cười ra cả nước mắt, có thằng thì ngồi lết cả xuống đất, cười vẫn chưa đã. Đúng là
một kỷ niệm khó quên của thời lính trẻ. Xong cái Tết khoảng tháng 2 dương lịch, cái nắng và gió thổi nóng như lửa đốt trên mảnh đất Campuchia. Các con suối, ao hồ gần doanh trại khô trơ cả đáy, lòi lớp bùn mặt nứt nẻ hở cong lên từng mảnh đủ các loại hình dáng. Cỏ chết, vàng khô, dưới đám rừng, cây khộp và cây dầu cũng ngả màu hơi đỏ và rụng lá nằm trên cỏ khô, làm trơ trọi các nhánh cong queo đưa lên trời, trông như những bộ phim tài liệu chiến tranh mà Mỹ đã giải chất độc dioxin vào Việt Nam những năm 60-70 của thời chiến tranh chống Mỹ. Sáng sớm, đi băng qua đám rừng đầy lá rụng, còn mềm vì được thấm xương suốt đêm thì còn êm chân, đêm thì cũng còn êm chân. Còn đến khi trưa nắng, chân của mấy thằng đi đạp lên, nó kêu rục rục, vỡ nát vụn như dẫm lên bánh tráng đa nướng giòn. Cái không khí khô khan, không có tí hơi nước, mồ hôi mặn chảy đầm đìa thấm ướt cả áo, rất nhanh bị bạc màu, mục rách. Cái vải quần áo thời đó đơn vị cấp phát cho bọn mình mặc, không biết làm bằng chất liệu gì, thật tệ. Cứ mặc đi cản chốt vài lần, về giặt là nó đổi từ màu xanh sang màu vàng. Quần thì vải dệt thô như bao cát, lúc chui rừng bị cây cối gai móc, bị rách không có kim chỉ, lấy dây hữu tuyến tước ruột ra, lựa lấy sợi dây đồng mềm khâu túm lại. Còn có khi đi về đơn vị, có đám cây cao su già bỏ hoang thì lấy nhựa dán chỗ rách lại như vá xe đạp, cũng tạm được, nhưng mặc vào hơi cùng cộm ngưa ngứa, nóng nực quá, cởi áo ra, cột hai tay áo vòng quanh vào lưng quần, ở trần, cứ thế mà đi cho mát, cái vạt áo lòng thòng đu đưa sau đít. Lát sau, áo khô lại có thêm lớp muối trắng mịn đóng sau lưng và hai ống tay áo. Nắng mà mình cứ nghĩ rằng chỉ một tàn thuốc hút quăng xuống thôi thì cả cánh rừng trong chớp mắt sẽ biến thành biển lửa. Bỗng mình nhớ một nhạc sĩ Khánh Bằng của chế độ cũ đã sáng tác bài hát "Giờ này anh ở đâu", có đoạn viết "Giờ này anh ở đâu, quăng chung nắng cháy da người. Giờ này anh ở đâu, đồng đế nắng mưa dãi dầu. Phước không biết nắng của quang trung ra sao, mưa của đồng đế thế nào. Chứ ở Campuchia thì đang nắng nóng, rồi bất chợt mưa dầm đổ xuống trên đầu. Với bọn lính mình thì thật là khủng khiếp. Bỗng có luồng gió lạnh, trời tối sầm, cơn mưa đầu mùa sao lớn thế. Mấy trận mưa rừng đầu mùa thật lớn, đổ xuống như chút nước, những triền rừng nghiêng, nước lùa lá cây trôi thành từng rãnh từ cao xuống thấp. Bỗng, trời đột ngột, đứt hẳn cơn mưa, nước cũng từ từ ngưng chảy. Có tiếng động sột soạt dưới lá cây, mấy thằng ngồi xuống, nhìn kỹ, lại mờ mờ trong bóng rừng âm u. Trời, cá! Cá ở đâu mà quá trời luôn? Cá rô, cá lóc, đang vẫy lách trườn trên đám lá ướt. Chắc là nước mưa chảy xuống, cá lội ngược dòng, để đi đâu đó, thì trời tạnh mưa hết nước, nên kẹt lại giữa đường. Cứ nghe sột soạt ở chỗ nào, nhìn kỹ là có một con cá rô to cỡ 4 ngón tay, hoặc một con cá lóc. 2 bàn tay mỗi đứa thì chỉ cầm được 2 con. Suy nghĩ, tìm cái để đựng cá không có, đành cởi quần dài ra, cột 2 ống phía dưới lại. Cứ thế là bắt cá bỏ vào, cho đến khi 2 ống quần căng phồng đầy cá, thì rút túm thắt lưng lại, lấy cây sọt ngang đáy quần, mỗi thằng một đầu khiêng về. Ra khỏi bìa rừng, nhìn thấy có cây bứa, lựa thấy nhánh nào có lá xanh non, tiện tay bẻ luôn, vác cả trà nhánh cây về doanh trại. Nhìn chung quanh 2 cái ống quần, dính toàn bột nhớt cá chảy lòng thòng, từng sợi xuống đất, mùi tanh òm. Chút cá ra đất, mấy anh em ở các A khác biết được, cũng xách chậu bới cơm, đến ké chia mỗi thằng một mớ, về tự làm thịt ăn. Thằng nào muốn nấu canh chua thì bớt thêm nắm lá bứa. Vì đầu mùa nên cá rô không được mập tròn mà người nó hơi ốm dài, cách đầu to nhưng được cái mổ bụng ra, con nào cũng đầy căng trứng vàng khẻ. Đang mưa lớn, luồn lội rừng, ai đội cái nón cối thì còn đỡ, còn thằng đội cái mũ tai bèo thì phải xếp một nửa vành nón phía trước cụp vào trong đầu khỏi bị sụp xuống mặt để còn nhìn thấy lối đi, đầy cảnh giác trong bóng lờ mờ âm u của rừng. Ra đến chẳng trống, trời sáng hẳn, nhìn nhau, thấy cái mặt thằng nào đội mũ tai bèo bẻ cong móp vành nón trước lót vào đầu phía trong thì trống trơn, còn phía sau đầu thì cái vành nón sụp che cái ót cổ, trông y như cái vẻ mũ sắt của lính mang gươm giáo thời Trung cổ. Thật buồn cười, hôm nào mưa phùn, trời âm u vài ngày,
thì ôi thôi, về đến doanh trại, cởi đôi giày ra, mùi bốc lên, thối như khóc chết. Hai bàn chân thì tím tái nhợt như người chết đuối. Một lát sau, da khô trở lại, thì hồng hào, đẹp như gái 18. Tắm giặt phơi quần áo xong, được bữa cá tươi, nấu canh chua với lá bứa. Anh em ăn cơm ngon, căng cả bụng, sung sướng cả thể chất và tinh thần. Cơm xong, thằng thì ngồi uống nước hút thuốc, vừa chu miệng huýt sáo. Bài hát này lộn qua bài hát kia. Thằng thì nằm cong chân, dướn gân cổ, lấy hơi, hát mấy câu ca vọng cổ. Không khí đầm ấm trong lán trại, một ngày bình yên, trôi qua của anh em. Đi đông, về đủ, không xảy ra chuyện. Trời sụp tối, anh em phân công ra gác. Phước hôm đó gác ca cuối, khoảng 2 giờ sáng giật mình, vì ngoài giao thông hào phía sau A trinh sát, có tiếng súng, lựu đạn, nổ ì ùng. Máng cái áo đạn vào người, vơ vội cây AK, chạy ra, vừa phóng xuống hào. Chân mình đạp ngay mép cái chậu nước mà anh em để đựng hứng nước tiểu trong A để dành tưới mấy luống rau muống. Nước tiểu đựng mấy ngày ngoài trời nắng, nó hất vào người, ướt từ đầu đến chân. Cả cái áo chấn tủ, mùi khai ngáy. Anh em đứng kế bên không tài nào chịu nổi. Mình còn đang loay hoay, cầm cái chậu vứt lên khỏi hào. Phía hai bên, mấy khẩu ARBD, AK vẫn pầm pầm bắn, thì phía sau có tiếng quát. Chúng mày bắn bừa bãi cái gì thế hả? Tiếng súng ngưng hẳn. Anh Lập, tiểu đoàn trưởng, tay cầm khẩu K-54, đứng trên hào nhìn xuống quát lớn. Thì anh Vĩnh và anh Linh, lính 81 quê Bến Tre, lên tiếng. Tụi em thấy pốt nó bò vào mấy thằng nên nổ súng. Nó bắn trả lại, rồi bỏ chạy, nên tụi em bắn theo. Chúng mày láo với tao hả? Từ lúc đầu, tao nghe thấy toàn tiếng đạn của bọn mày bắn thôi. Có tiếng đạn nào bắn vào đâu? Nói xong anh Lập quay đầu đi vào. Còn mấy thằng bắn ì đùng lúc nãy, leo lên khỏi hào, chụm đầu vào nhau, xì xầm cười. Phước, người toàn mùi nước tiểu, cởi đem ra giếng múc nước để tắm giặt, lò mò trong trời tối, lại dẫm phải lên cái lưỡi cuốc đất của thằng nào để dựng nghiêng ngay gốc cây, làm cho cái cán cuốc bật lại, đập trúng mặt mình, cái bốc. Ôm mặt ngồi xuống đất, thấy toàn đom đóm bay quanh. Sờ tay, thấy u một cục to, ngay gò má dưới mi mắt. Đúng là đêm xui xẻo, phải mượn quần đùi của tụi nó mặc, rồi lấy tấm đắp quấn quanh người cho đỡ lạnh. Chờ quần áo khô, chứ cả hai bộ đều còn ướt nhầm nhẹt. Sáng ra, anh em nhìn mặt mình có cái cục u tím bầm còn trêu chọc. Bọn nó còn bảo, tại hôm qua mày ra đường gặp cá, nên tối qua gặp xui xẻo đấy. Mày có biết cái câu, chim sa cá lụy không? Thế đấy, nó cũng tham gia ăn cá của mình bắt hôm qua, mà bây giờ còn lên lớp mê tín dị đoan. Các ông lính cũ ở đơn vị Phước cũng mê tín lắm nha. Hôm trước, lúc mới về đơn vị được vài tháng, hôm đi chốt về, mình lấy súng tháo ra, chùi xong lắp lại. Đến khi lau sạch phía ngoài phần nòng súng, mình đâu biết gì nên đưa miệng ngang vào nòng súng thổi, cho nó phát ra tiếng kêu tu tu tu, thì hai anh lính cũ nhìn thấy, quát cho một trận tơi bời luôn. Còn nói đến mùa nắng, thời gian vừa hết Tết tháng 2, tháng 3, thì khổ nhất là tìm nước sinh hoạt, ăn uống. Cái giếng đào tạm ở trong doanh trại cho nuôi quân nấu cơm cũng cạn nước. Anh em leo xuống đáy nạo, vét đi vét lại liên tục, nhưng chỉ múc vài gầu lên là nước cạn đục ngầu, toàn bùn đất. Chỉ riêng cái thiếu nước thôi mà mìn pốt đã hạ gục bao đồng đội mình nơi chiến trường ca này. Gian khổ cùng có nhau, một chút sung sướng cũng chia cho nhau, thương nhau thế đấy. Nhưng rồi cũng rất buồn, có những đồng đội không kìm hãm được sở thích cá nhân của mình đã gây ra hậu quả nghiêm trọng cho đồng đội, cho đơn vị. Một buổi trưa, nắng nóng rát như tháng 2, tháng 3 này, anh em A thông tin về vừa ăn cơm xong, ngồi trên tấm phản làm bằng các bìa gỗ ghép lại, chuẩn bị ngã lưng để nghỉ ngơi, chiều đi tuyến tiếp, thì thằng Tránh, lính 81 Bến Tre, đã trốn ra phu một mình uống rượu, từ lúc nào say mềm, đi lảo đảo về doanh trại, ghé vào A thông tin, nói năng lè nhè, lớn tiếng anh em đã mệt không nghỉ ngơi được, nên khuyên nó về C9 của nó, cách đó khoảng 100 mét để nghỉ ngơi. Nhưng nó không về, đi vào phòng máy, làm bể cái đồng hồ để bàn của anh em, để xem giờ lên máy. Phía trong mặt kính đồng hồ có hình con gà, mỗi lần cây kim gió nhích quay là con gà nó gật đầu mổ mổ. Anh em bực mình đẩy nó ra sân. Mày say rồi, về đi, trốn nhậu say mềm về còn làm nhảm. Ông Mìn biết được thì chết đấy. Ông Mìn là dê phó. Thì nó mới chịu lảo đảo đi về. Mình vừa ngã lưng được một tí chừng 15 phút,
ở láng cạnh bên khoảng 30 mét, giật mình nghe tiếng súng nổ, băng, 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 từng tiếng một của đạn AK. Ngóc đầu dậy, mình nhìn ra sân giữa trời nắng, thấy thằng Tránh nó chĩa súng vào A Thông Tin, nã đạn từng phát một. Băng băng, miệng thì la lớn. Đờ mờ, tụi mày nói tao say hả? Bây giờ tụi bay coi tao có say không nhá? Rồi đưa súng lên trời, lại băng băng, thêm 2-3 phát nữa. Đến khi anh Chiến và anh Mai Xuân Mìn, dì phó, ra nhìn thấy nó la to. Ơ, thằng Tránh, mày làm cái trò gì đấy? Nó nghe tiếng quát, thì quay súng lại, chĩa vào hai ông dì phó, nhưng không bóp cò mà thụt lùi lại, rồi xách súng băng rừng đi về hướng phum. Phước cùng anh em chạy vào lán A Thông Tin, thì thấy thằng Tấn, lính 81, bị đạn bắn xuyên bể đầu gối, còn một viên thì xuyên bắp tay trái vào phía trong, nhưng ở phần mềm, chỉ lệch vô 10cm thôi là viên đạn găm ngay vào ngực Tấn rồi. Còn mấy vết đạn nữa thì xuyên trổ tấm phản cây găm xuống đất, nhưng cũng còn may mắn là trưa hôm đó không có thằng nằm, vì ở lại ngoài tuyến. Nếu ở nhà đầy đủ, nằm trên phản ngủ trưa hôm đó thì còn có thằng ra quân sớm trước thời hạn. Sau khi thằng Tránh chạy ra hướng phum, thì thủ trưởng đơn vị cử anh em ra phum bắt nó về. Khi thấy anh em vừa kêu thì nó bắn trả lại rồi chạy tới chui nấp ở dưới cái gầm bắn xích xe ủi đất đang đậu trước phum. Cứ mỗi lần anh em gọi khuyên nó ra thì nó bắn trả lại loạt đạn. Anh em phải ngã nấp vào mấy gốc cây thốt nốt và gốc cây dừa trước phum. Đến chiều tối thì có lệnh bắn diệt nó luôn vì sợ nó bắn vào phum Oppo làm chết dân. Anh em từ trưa đến giờ bắn hạ nó rất dễ vì đã bao vây chung quanh chỗ nó nấp, nhưng toàn là đồng đội, anh em không nỡ. Khi trời vừa sụp tối thì nó bò ra, anh em lại kêu lần nữa thì lại hứng thêm mấy loạt đạn của nó bắn trả. Nó chạy băng vào rừng phía bên kia đường. Anh em hơn chục khẩu AK đưa súng lên, ngắm vào người nó, cũng không nỡ xiết cò nã đạn vào đồng đội mình, nên để cho nó chạy vào rừng mất. Cho đến hôm nay, đã mấy mươi năm, không biết nó còn sống hay chết, có thoát về được đến nhà hay không. Mình có hỏi thăm các đồng đội cùng quê với nó ở Bến Tre, vẫn không ai biết tin tức về nó. Lính trẻ trâu. Vào một buổi chiều, tổ chốt rút ra đến chỗ xe mình bị mìn hôm trước, thấy trời còn sớm, nên anh em ở lại phục thêm chút nữa. Ngồi được hơn nửa giờ, bỗng có tiếng xào xạc trong rừng đi ra. Tổ trưởng đưa ngón tay trỏ lên miệng, báo hiệu im lặng, rồi chia khoảng cách. Ba người đều quay mũi súng, hướng có tiếng động đi tới, nghe càng gần. Tuy trong rừng, lúc này trời đã nhá nhem tối, nhưng vẫn thấy rõ một bóng mặc áo quần đen lòm khòm đi tới, thấp thoáng sau mấy nhánh cây nhỏ. Băng băng, băng băng, băng băng. Không phải AK, mà là một loạt AR-15 của thằng bạn. Làm bóng đen ấy đổ vật xuống đất, rồi im bặt. Chờ thêm mấy phút sau, không thấy động tĩnh gì. Anh em đứng lên, rồi bảo nhau. Chắc là có một thằng mò ra đường gài mìn. Ba anh em cùng đến, thì ôi trời, không phải Pol Pot, mà là một con gấu đen to tướng. Cách doanh trại cũng 2 km. Nhưng ba thằng tụi nó vừa súng đạn, vừa khiêng con gấu to. Về đến nhà cũng bở hơi tai. Về đơn vị, mổ thịt con gấu ra, phần bộ da gấu bị vết đạn bắn thủng lỗ chỗ, rồi bộ răng nanh, cái mật gấu to như cái ly uống trà, thì tổ ba thằng bắn được chia nhau. Còn thịt thì cho về các bê, ai muốn nấu món gì tùy ý, nhưng phải nói, thịt gấu ăn thấy tạm được, không ngon bằng thịt nai và hoãng. Hôm đó, anh em hùn tiền lại, lẻn ra phum mua rượu, về pha mật gấu, mua được một can đầy, loại can đựng dầu ăn 5 lít, có tay nắm ở eo, màu vàng, pha 1/2 cái mật tươi vào, chia nhau uống nhậu với thịt gấu, còn 1/2 cái thì cho thủ trưởng dê bộ phơi khô, làm thuốc. Đúng là đám lính trẻ trâu không biết gì, cứ nghe bổ lắm, là cứ uống, cứ ăn. Thịt gấu ăn xong, uống xong, bổ khỏe đâu không thấy, chỉ thấy cả đám thằng nào cũng bị nóng, hai con mắt đỏ lừ muốn lòi ra ngoài, phải chạy lên anh Hoan dâu xồm y sĩ khám xin thuốc. Bị ổng chửi cho, mấy chú mày sao ngu thế, uống phải có liều lượng chứ, tụi mày uống như thế, có ngày chết cả đám đấy. Rồi cho thuốc giải độc, về uống mới tạm ổn. Kinh thật. Hai hôm sau, mình trên đường đi chốt, về đi ngang qua cái dãy ở giữa rừng của dân, cách phum khoảng 3 km, thấy dây khoai bò leo trên những cành cây
bị đốn ngã rất nhiều. Ở đây, muốn trồng dãy mới, dân vào giữa rừng đốn hạ toàn bộ cây lớn nhỏ một khoảng rộng lớn, đợi cho khô, rụng hết lá, xong đốt cháy đến mùa mưa để nguyên cả cái cây cháy nham nhở nằm ngổn ngang. Rồi lấy cái cây có đầu nhọn, chọc lỗ gieo trồng đủ thứ hạt xuống, nên trong dãy có đủ các loại rau rừng, củ quả, mọc lên rất xanh tốt, nên thú rừng hay mò vào để ăn phá. Mình rủ anh Hồ Văn Đượm, lính 81, đi vào trong dãy để kiếm khoai và hái rau về ăn. Lấy rau, khoai xong, định quay trở ra, bỗng mình thấy cách 70 mét chỗ bụi cây, hình như có con heo rừng đang húc đầu vào bụi trồi rộng, mọc lên từ gốc cây đốn ngã, lú nửa thân sau ra ngoài, dính đầy bùn sình, đen thui, thụt vào thụt ra, cái đuôi ngoe nguẩy, ngon rồi, có heo rừng anh Đượm ơi. Vừa nói, mình vừa đưa súng lên ngắm, băng, nó tưng lên, rồi ngã xuống, đè dạt cả đám trồi. Mừng quá, hai thằng chạy đến xem, thì thấy cái đầu nó còn ngo ngoe, còn cái lưỡi lè ra, kêu nghé ọ, nghé ọ. Chết mẹ rồi, con trâu con lạc bầy của dân đi lạc. Thôi, chạy thôi anh Đượm ơi. Dân mà biết, thì hai thằng mình chết chắc, giống như vụ trước. Thôi, chạy nhanh lên. Hai anh em xách súng giọt lẹ. Cái vụ hôm trước, cách đó mấy ngày, anh em đi cũng chốt trong rừng. Chiều đến ba thằng ra về, gần tới đầu phum còn khoảng 200 mét. Thấy con chó hoang ốm nhom ốm nhách, đi không vững, cách khoảng 10 mét. Mấy thằng chơi liều kiếm bữa thịt chó, giơ súng lên, băng. Thịt chó đâu không thấy, nghe con chó kêu, quẵng quẵng. Rồi nó chạy mất hút về hướng phum. Một lúc sau, một đám dân phum bê theo cả con chó bị thương, đầy máu me, kéo vào doanh trại ăn vạ, la ó chửi bới om sòm và đòi bắt đền. Sau đó, đơn vị thương lượng bồi thường cho dân gần 50 cân muối, nó mới chịu kéo nhau về. Kết quả cuối cùng là ba thằng bạn tổ chốt bắn chó bị kỷ luật đào đắp lại mấy cái hầm chữ A. Suýt chết lần hai. Tuần trước, một bê lính C9 cùng A trinh sát được cử đi luồn rừng khảo sát, tìm được một mỏ đất sét màu vàng có pha lẫn cát và sỏi. Loại đất này thường thấy ở các ụ muối to làm tổ. Gò đất to này đủ trữ lượng để lấy đổ cấp phối cho đoạn đường 12. Mỏ đất này chỉ cách cầu gỗ Phum Opo 1,5 km hướng vào đền Pratvihir, rẽ trái từ đường 12 vào rừng 1 km. C7 và C9 bắt đầu tập trung lại cắt hạ cây và phát chồi cây sát mặt đất, chiều rộng khoảng 6 mét chạy thẳng vào trong khu mỏ đất. Trong khu mỏ đất cũng được phát dọn một khoảng rộng lớn. Phước và anh em A trinh sát bắt đầu hàng ngày dò mìn và theo chốt bảo vệ cho xe ủi thi công. Đất ủi bật bung lên các gốc cây, mở đường lùa tấp vào hai bên. Xe máy gạt đất san bằng để xe ra vào mỏ. Những ngày đầu khi phát chống rừng, các anh em sáng đi làm, chiều rút hết về doanh trại. Khi bắt đầu xe ủi bỏ đất tầng phủ của mỏ, thì đơn vị cử một B trung đội ở lại tại chỗ cả ngày đêm để bảo vệ khu mỏ đất. Pol Pot đánh hơi được. Một hôm, tưởng rằng như mọi chiều rút hết về doanh trại, nên hai ba thằng tối mò vào mỏ định gài mìn, thì gặp B ở lại chốt, phát hiện, đánh cho, chạy bỏ lại một ba lô, ba túi cóc của Trung Quốc trống rỗng, chẳng có gì bên trong. Khoảng mấy hôm sau nữa, khi chiều vừa rút về, thì tổ chốt còn ở lại mỏ đất, nghe ầm một tiếng lớn gần đó, chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì nghe ào ào tiếng cây rừng gãy rôm rốp, cùng một đàn voi vừa to cao như mấy chiếc zin ba cầu chở quân, và có con nhỏ hơn, khoảng 8 con đen thui, cua cua cái vòi ra phía trước, chạy qua chỗ anh em chốt, thấy sợ, không thằng nào dám lú đầu ra. Lúc chừng 5 phút, lại thêm một con voi to nữa, có cặp ngà dài khoảng 70cm, đi cả nhắc, hình như nó bị què một chân, đi rất chậm, theo hướng đàn voi lúc nãy. Thế là mấy thằng xách súng chơi luôn, một cây RBD, một cây AK, chĩa vào con voi, băng băng băng, nhả đạn. Nhưng nó không sợ, mà quay đầu lại, chạy toàn thẳng vào hai thằng đang bắn nó. Nó rất hung dữ, nó định chạy tới quật hai thằng đang chĩa súng vào nó. Sức mạnh của nó làm những sợi dây rừng bằng cổ chân cổ tay răng ngang đường nó chạy, vướng vào đều bị đứt sạch. Hai thằng sợ quá, nhưng lỡ rồi nên liều mạng. Cứ trụ bám,
xoay quanh cây cổ thụ to gần đó, bắn tiếp tục. Thân nó to, ở cự ly gần, nên mấy chục viên đạn của hai thằng bắn đều găm trúng vào người nó. Cuối cùng, nó cũng ngã xuống đất rồi chết. Tin được báo về dây bộ là tổ chốt cho mỏ đất bắn hạ một con voi to có cặp ngà dài. Gần 15 thằng mang súng đạn vừa giao tông vào xẻ thịt. Vừa đi ra thì tiểu đoàn phó, tiểu đoàn trưởng còn kêu mấy thằng lại dặn dò kỹ lưỡng là tụi mày nhớ lấy cặp ngà voi về nhá. Nó nằm một đống to lù lù, nó nặng phải cỡ cả 1.000 cân. Mấy thằng mỗi chỗ hăm hở cùng nhau xẻ thịt. Cái vòi dài hơn cả mét, được cắt ra từng khúc. Mình thấy giữa vòi có hai cái lỗ. Quả tim to như cái gầu múc nước giếng. Còn bốn cái chân thì một cái bị dập bể, thịt be bét dưới bàn chân, máu chảy còn mới. Anh em bảo nhau, chắc là khi nãy nó đi cùng bầy, nhưng dẫm phải mìn mà anh em vừa nghe nổ, nên cả bầy bỏ chạy. Còn nó bị đạp mìn què nên đi chậm, chứ chân nó mà còn nguyên thì hai thằng tụi mày không chống nổi nó đâu. Thịt voi sau khi đem về, anh em thái nhỏ xào xả ớt nấu lên, ăn đúng là chả ngon gì. Thịt không có mùi thơm như các loại thịt thú rừng khác, thớ thì sợi to, nhai thịt vừa dai vừa nhạt. Chỉ có cái chân đế và thịt ở cái vòi thì ăn hơi giòn như mề con gà. Đường vào mỏ đất đã được gạt ủi bằng phẳng. Hôm nay tổ của Phước và thằng Tuấn không đi thông chốt mà được cử đi theo bảo vệ xe gạt để móc đất tả luy hai bên thành một cái rãnh sâu cặp theo sát mé đường, để khi trời mưa nước không đọng lại làm lầy lội mặt đường mà chảy theo rãnh đi nơi khác. Ngồi bên trên cái vè sau xe, hai thằng quay mặt hai hướng ra bìa rừng, sợ bọn Phốt mò vào phục kích xe ủi và xe gạt. Vào được khoảng 300 mét, đang gạt ngon lành, bỗng có tiếng kêu lộp cộp dưới lưỡi gạt. Thằng Tuấn nó lấy tay kéo giật ống quần anh Dậu đang lái máy ngồi trên ghế tay cầm vô lăng, hét to: "Dừng dừng, dừng xe lại gấp!" Xe gạt vừa đứng lại, nó liền nhảy xuống đất ngay đầu lưỡi gạt bên tay phải. Má ơi, một trái mìn chống tăng còn mới, tròn cỡ cái chậu đựng cơm, bị cần gạt ủi cấn móp bên hông, trượt qua núm đầu nổ chắp sơn, lòi vỏ sát ra, lú lên khỏi mặt đất. Thằng Tuấn, nó bê trái mìn để ngay ngắn trên mặt đất, vặn núm, chút kíp nổ ra, xong bê để lên vè xe. Anh Dậu đứng nhìn quả mìn. Trời ơi, quả này nó mới gài tối qua thôi. Cũng may là tao đưa cần gạt hết vào phía trong móc mương nên bánh trước cán trượt qua khỏi. Nếu như hôm nay gạt phẳng mặt đường, cần gạt nằm giữa hai bánh xe thì cả ba thằng mình chắc chắn bảo đảm bay hết lên ngọn cây. Hú vía, chiều về ghé vào phum mua gà về cúng thôi. Một loạt đạn AK bắn chỉ thiên bắt sống 13 tù binh Pol Pot. Khu vực Z3 E-269 làm nhiệm vụ ngày càng căng thẳng. Bộ đội có dịp gì ra phum là phải mang theo súng đạn đầy đủ để phòng ngừa cho chắc ăn. Một hôm, gần chiều tối, tổ chốt phải ra khỏi rừng, thấy cũng còn sớm. Thằng tổ trưởng bảo đi bọc vòng cặp theo mé rừng theo đường mòn để về đơn vị. Tuy đi ngõ này hơi xa, nhưng không biết tại sao thằng tổ trưởng cứ thích đi. Hôm nay, tụi mình mới phát hiện ra là cách đường vào phum ngay gốc cây to dưới triền dốc có một cái giếng. Cái miệng giếng chỉ bằng cái chảo nấu cơm khi còn huấn luyện. Xung quanh mọc đầy cỏ lấp thấp, nhưng nước rất trong, lúc nào cũng tràn chảy ra ngoài. Có lót mấy cái cây ngang bằng bắp chân ngay sát miệng giếng để đứng không bị dính sình lầy, và thường hay có các cô gái Khmer đi rừng rẫy trước khi về phum hay ghé tắm giặt. Khi gặp thì tổ trưởng lại bước xuống, giả bộ mượn cái gáo dừa múc nước lên rửa mặt, rồi nhìn ngắm các cô gái đang giặt, cầm lấy cái cây bằng ngón tay cái đập bộp bộp vào áo. Nhưng chiếc xà rông thì kéo lên quấn chặt tới sát hai cánh tay. Anh ta nghêu ngao vài tiếng Khmer với mấy cô gái, rồi đi về. Hai thằng lính mới đi chung cứ há hốc mồm, nhìn anh tổ trưởng nói chuyện với gái Miên mà chả hiểu nói gì. Đến khi mấy đứa con gái Miên và tổ trưởng phá lên cười, thì hai thằng lính Lác cũng cười hùa theo. Đúng là nghe chả hiểu gì mà cũng cười. Vừa đi tụi nó hỏi: "Lúc nãy anh nói gì với đám con gái đó vậy? Chỉ cho tụi em với." "Tao vừa học được mớ tiếng Khmer, chọc ghẹo nói phăng bừa, chúng đâu thì chúng. Hèn chi tổ trưởng, chỉ có vậy thôi mà lần nào cũng dắt lính đi vòng một cua xa lắc." Trời bắt đầu tối, ba thằng cắt chéo ra đường được một khoảng, thì phát hiện một nhóm mười mấy người phía hơi xa xa
cũng từ rừng thấp ló bước ra, nhìn cử chỉ thấy lạ. Anh em biết chắc là không phải dân của Phum Opo nên tìm cách áp sát. Sau khi nhìn thấy không người nào trên tay có vũ khí nên định ập tới hỏi. Vừa thấy bộ đội kêu, nó định chạy ngược vào rừng, nhưng anh em cảnh cáo bằng một loạt AK, tụi nó mới dừng lại. Tách túm lấy ba thằng to con nhất đám, cho tách qua một bên. Tụi mày ở đâu? Đi đâu giờ này trong rừng? Tụi nó trả lời, nhà tôi ở gần đây thôi, rồi chỉ tay vào hướng tụi nó vừa ra. Vậy là đã lộ nguyên hình, vì bọn mình quần nát và nắm rất rõ tình hình khu vực này trong đường kính mười mấy km, nên biết rõ địa bàn, chắc chắn không còn thêm một cái phum nào trong khu này cả. Tiếng ca thì thằng nào cũng tồi nên không biết hỏi gì thêm. Thôi, lùa hết cả đám về doanh trại rồi tính sau. Để phòng ngừa 11 đứa tụi nó quan sát trong doanh trại, nên trước khi vào, anh em lấy khăn cà ma quấn cổ của tụi nó, bịt mắt tụi nó lại hết. Anh em quàng cổ tụi nó xong, rồi dắt vào doanh trại, chia ra 9 thằng đàn ông về, cột hai tay ra phía sau lưng vào các cây thưng xung quanh hội trường C9. Còn hai đứa con gái thì được ở dê bộ. A thông tin, giữ đứa da ngăm đen hơi mập tròn. A trinh sát, giữ đứa chân cao, da trắng, nhìn hơi bị đẹp. Nó khai tên là A Chanh, dân tộc Khmer Lai Ba Tòng. Cũng bị bịt mắt nhưng không bị trói chân tay. Sau khi tra hỏi, hai đứa con gái khai báo với đơn vị là tụi nó là y tá được huấn luyện từ bên Thái Lan rồi xâm nhập đưa về Campuchia cùng với bộ khung cán bộ của một sư đoàn từ B trưởng trở lên gần cả 100 người với trang bị vũ khí cá nhân và hơn 10 quân y nữ. Về nước, lập căn cứ, vừa chiến đấu vừa tuyển thêm quân. Ông lớn nói vũ khí thì khi về đến nơi lập căn cứ sẽ có người đến trao bản đồ chỉ dẫn nơi chôn giấu. Nhưng vừa lọt vào trong ranh giới Thái Lan Prathihia thì bị sư đoàn 307 của quân khu 5 đánh cho một trận tan tác. Chạy qua hướng Siem Reap lại chạm trán đoàn 7704, đánh tiếp cho một trận nữa, quân số chết gần hết. Số còn lại chạy tán loạn, giấu súng đạn chạy ngược lại, đến đây gặp đơn vị mình hốt sạch. Lấy lời khai của hai đứa con gái xong, quay lại hội trường C9, tra hỏi mấy thằng post xem nơi cất giấu vũ khí. Lúc đầu, tụi nó không thèm khai, anh em cột hai tay treo lên kèo nhà cho hỏng chân khỏi mặt đất, tặng cho mấy đấm. Thế là nó cũng chịu dẫn đi lấy vũ khí. Hai chiếc xe Hồng Hà chở theo bê trinh sát áp tải tụi nó, chạy đi khoảng mấy chục km, rồi mở khăn bịt mặt tụi post ra, cho nó xác định phương hướng nơi chôn vũ khí. Một lúc sau, nó bảo xe dừng lại, rồi chỉ hướng vào rừng. Anh em đi theo sau, sợ tụi nó lúc vào rừng tản ra bỏ chạy, nên anh em cột ra ba chùm, một chùm ba thằng, luồn sâu mấy km rừng mà nó chỉ toàn chỗ bậy bạ, đào lên không thấy súng đạn gì cả. Luồn rừng cả ngày không có thu được cái gì, bịt mắt tụi nó lại lên xe trở về đến doanh trại. Quá tức giận, lính ta đạp mấy thằng trên xe lộn đầu xuống đất, trông rất tội nghiệp. Nhưng khi nghĩ đến các đồng đội đã bị tụi nó đốn ngã xuống, thì thôi mặc kệ bố mày, trời cũng sắp tối quay lại dê bộ. Hai con pốt nữ mấy ngày không được tắm, nó xin nước để tắm. Mấy lính ta canh giữ, đến nhìn xem cách thay đồ. Nhưng cách thay đồ của nó là khi để nguyên cái xà rông của nó tắm, tắm xong thì nó chồng thêm cái mới vào kéo lên cao, đến gần cổ, kế tiếp mới mở cây hút quấn xà rông cũ ở bên trong tự rơi tuột xuống chân, bỏ hai cánh tay ra ngoài, siết quấn lại như cũ, nên các chú rình mà chả thấy được cái gì. Bà già vui tính, đám lính trẻ con. Lại nói đến cái phum có chính quyền hai mặt này. Nói chung ra, thì dù nằm trong một phum có địa bàn phức tạp như thế, nhưng cũng không phải dân ai cũng để cho ta nghi ngờ là người của địch. Tuy những việc đã xảy ra quanh phum đầy căng thẳng chết chóc, nhưng mãi rồi cũng quen. Anh em có dịp ghé phum, cũng hay đến chơi một cái nhà sàn nhỏ nhất phum, chỉ có một bà già độc thân một mình ở đó. Hàng ngày, bà hay làm bánh tam, bánh còng chiên. Loại bánh này cũng giống như dân ở bên mình, cũng có làm để bán trong phum. Bà còn biết chiên, rán, làm cả nung banh xeo, là loại giống như bánh xèo ở miền Nam, thường làm cuốn với bạch trắng, rau sống chấm nước mắm lạt để ăn. Cũng có màu vàng của bột nghệ, nhưng lại không có tôm tươi, mà thay bằng một loại củ màu trắng, sắt sợi dài, dài đều trên mặt bánh. Rồi khi còn nóng trên chảo sủi, úp phần nửa của bánh, kẹp loại sợi dây đó vào giữa làm nhân. Nhưng khi ăn,
thì không có bánh tráng cuốn vào, mà cuốn bằng một loại lá rừng non, màu hơi đỏ, bằng bàn tay, nhưng hơi dài, mình cũng không biết đó là lá gì. Nước chấm làm bằng mắm bò hóc pha loãng, khi ăn cũng trông giống xèo tạm được, nhưng không ngon bằng bánh xèo ở Việt Nam. Bà già rất vui tính, theo mình cảm nhận, có lẽ bà rất có cảm tình với bộ đội Việt Nam. Nhiều khi cử chỉ của bà làm mình thấy bà đối xử với bộ đội Việt Nam như con cháu trong nhà vậy. Có lúc bà cho không lấy tiền nên anh em cũng mến, hay đem muối hay bột canh ra cho bà. Nhưng lại không hiểu sao là có khi bà lại tránh tiếp xúc khi thấy bộ đội ra phun đổi mua đồ đạc. Mình cảm thấy bà hay sợ xung quanh mọi người dân phun nhìn thấy bà nói chuyện với bộ đội Việt Nam chăng? Anh em đang nói chuyện với bà thì thằng bạn xen vô nói: "Mẹ ơi, oi con Som, mẹ ơi cho con xin." Bà nhìn nó, hỏi lại: "Con Som ấy, con xin gì?" Nó vừa nói, tay vừa chỉ lên cây me đầy trĩu quả trước nhà. "Oi con Som, ple, cho con xin trái." Nó không biết tên Campuchia của quả me gọi là gì, nên còn đang lóng ngóng thì bà già lại hỏi: "Con Som ple ấy, con xin trái gì?" Nó nói luôn: "Oi con Som me, mau vinh đam tẳng lo chu si bai, cho con xin me về nấu canh chua ăn cơm." Bà già há cái miệng chẳng còn cái răng nào ra, cười ngất, vừa cười vừa nói: "Sạch me, cha hơi con đẳm tăm, lo chu si ót ban tê, thịt mẹ già rồi, con nấu canh chua ăn không được đâu." Đúng là cái thằng, tiếng Miên nó thì tồi, mà cũng bầy đặt, cũng lanh chanh. Nhưng kể từ hôm bà đạp xe đạp đi phun chiếc, mua đồ về làm bánh, cán phải trái mình K58, nổ bị thương, từ đó đến nay, sức khỏe bà già yếu đi, không còn chiên bánh còng bánh cam bán nữa. Nhưng bà vẫn vui vẻ khi gặp bộ đội Việt Nam ra phun. Còn việc anh em mua bán hoặc đổi trác với dân phun theo thỏa thuận, rất sòng phẳng. Dân ở đây bẫy được thú rừng, hoặc có chó gà cũng vậy. Bộ đội đổi cho dân, chủ yếu là mùng màng, dày, muối, hoặc đạn tiểu liên AK là dân thích nhất. Có một hôm, hai thằng cùng ở chung, thỏa thuận, bàn hùn nhau lấy cái mùng ra dân đổi con gà to về làm thịt, rồi hai thằng ngủ chung. Nghe có lý, vì lúc ở nhà mới ngủ mùng, còn đi rừng chỉ căng võng là đủ. Nghe xong, hai thằng ra phun đổi bắt con gà về, cả A được té bữa ăn gà ngon hoành tráng. Mấy hôm sau, không biết thế nào hai thằng gây lộn nhau, không cho ngủ chung, lại đòi cắt cái mùng ra chia đôi. Anh em thấy vậy phân tích rằng, cái mùng cắt làm đôi, mỗi thằng có nửa cái thì làm sao ngủ được. Thôi, hai thằng mày đem cây mùng này ra phun, đổi tiếp luôn con gà nữa, về làm thịt thì coi như huề nhau. Nghe có lý, hai thằng cương xách luôn cây mùng còn lại ra phun. Anh em lại được một bữa thịt gà nữa. Đang múc thịt vừa nấu xong, vào chậu, khói mùi bay lan tỏa thơm phức, cảm thấy đói cồn cào cả bụng. Lúc đó, có anh trợ lý hậu cần đi ngang qua, anh em mời vào ăn cơm chung cho vui. Vừa ăn, anh trợ lý vừa hỏi: "Lý do sao hôm nay lại có thịt gà ăn cơm ngon thế?" Sau khi kể lại việc đổi mùng của hai thằng cho anh nghe xong, anh em lại trêu: "Hai thằng cứ ăn cho ngon miệng đi, để có thêm máu, tối nay ngủ không màn cho mũi nó đốt." Nghe anh em kể chuyện, anh ấy tức cười, đúng là trợ lý hậu cần, ăn có mấy miếng thịt gà mà bị gài me. Ăn xong anh kêu hai thằng lên kho hậu cần, cho mỗi thằng một cái mùng khác, đúng là hên thật. Ăn mừng lễ cuối cùng với dân phun Opo. Mấy hôm nay, trung đội bảo vệ xe được lệnh rút về doanh trại và các xe cơ giới chuyên dụng như xe ủi, xe lu, xe gạt trong khu mỏ lấy đất đều rút hết ra khỏi rừng, không vào doanh trại, mà được chở vận chuyển đi đâu lính cũng không được biết. Nhiệm vụ của Z3E269 tại đường 12 Radvihia xem như tạm dừng, nhưng còn việc đi thông chốt và bảo vệ cho tuyến vận tải đường 12 vẫn phải đảm bảo an toàn thông suốt như thường lệ. Hôm nay, Phum Opo lại đến ngày tổ chức lễ cúng thu hoạch được mùa màng hàng năm. Ở đây, cứ đến mỗi lần thu hoạch vụ mùa ở ruộng và hoa màu ở dãy xong, dân ở Phum Opo lại tổ chức cúng bái mổ heo bò ăn mừng làm lễ. Gõ trống gì mà tiếng kêu cứ tà rưng rưng, thổi kèn kéo đàn gì mà cứ kêu ỏ e, ỏ e e. Nhảy múa vui chơi đến cả ngày lẫn đêm. Giữa phum có một cái nhà sàn cổ dài hơn 10 mét, nhưng phần nửa cái nhà thì gỗ mái lá đã cũ, nửa bên còn mới,
Nửa cái nhà gỗ cũ có vết cháy xém ở các cây cột và vết đạn găm lỗ chỗ. Có nơi nhìn thấy dấu mảnh đạn cạp bay mất cả miếng to bằng bàn tay. Là lính chiến trường, nhìn là biết ngay, căn nhà này trước đó đã hứng chịu trực tiếp của các loại đạn bắn vào. Thật đúng vậy, khi hỏi thì dân ở đây kể, khi đất nước Campuchia đang được hoàn toàn giải phóng, thì đám quân Pol Pot rút chạy từ ngoài thành phố vào sâu khu rừng già này, theo đường 12 lên biên giới Pratvihia với Thái Lan. Khi biết sắp bị bộ đội Việt Nam đánh càn quét gần tới, Pot lùa hết dân đi vào rừng, nó lấy nơi đây làm căn cứ tạm để chống cự. Nhưng khi bị con tóp Việt Nam tiếp tục rượt đánh sát, dồn dập, đến trụ không nổi, nên bỏ chạy qua biên giới Thái Lan. Khi im tiếng súng dân kéo về ở lại, thì thấy nhà trong phum đều toang hoang, đổ nát. Căn nhà lớn này cũng bị sập cháy gần hơn nửa cái, và số xác Pot chết thối, chết khô, chỉ còn trơ xương phân hủy, nằm rải rác khắp phum. Sau khi dọn dẹp, dựng sửa chữa nhà xong, thì đơn vị mình J3E269 được Bộ Tư lệnh Công binh điều về phối thuộc với quân khu 5, sư 307, mặt trận 579, đường 12 Pratvihia, đóng quân gần phum Opo để kiểm soát tuyến đường địa bàn khu vực này. Lúc mới vào đây, lâu lâu đi chốt thông đường về ghé vào phum, thì dân nhìn bộ đội bằng cặp mắt không mấy thiện cảm cho lắm. Anh em mình vẫn cảnh giác và còn nghi ngờ vì đây là phum có chính quyền mới, cũng có trưởng phum mới được bầu lên làm việc cho nên chưa tin cậy cho lắm. Phum ở vùng đất gần suối mà dân thì không biết làm mương cho thoát, nên khi mùa mưa đến toàn sình lầy, toàn phum, từ đường đi trong phum đều ngập nước sình. Dưới sàn nhà nào cũng nuôi cột trâu, heo, gà, vịt. Dưới sàn là một hỗn hợp sình lầy do trâu nằm rồi dẫm chân. Nào là phân các động vật bốc lên, một mùi hôi hỗn hợp khó tả luôn. Phum thì ở gần cây cầu gỗ, có dòng suối lớn và sâu, chỉ cách đó vài trăm mét. Nhưng phum trưởng và dân cũng không biết cách xử lý. Mà để cỏ cây mọc rậm rạp che khuất mặt phum, nhìn rất dơ dáy luộm thuộm. Vì là đơn vị công binh, nên thủ trưởng tiểu đoàn ra lệnh đem mấy gạt đất ra giúp dân gạt sạch cỏ trước mép đường mặt tiền phum, rồi móc bên ta luy cặp đường với phum một rãnh mương thẳng và sâu kéo từ đầu phum đến tận đầu cây cầu gỗ cho nước đọng trong phum chảy hết xuống suối, rồi bắt thêm mấy đoạn cầu cây ngắn qua rãnh nước trên mặt đường cho dân đi lại. Nhìn vào phum rất đẹp và khang trang. Kể từ đó, dù mùa mưa hay mùa nắng, toàn bộ trong phum đều khô ráo sạch sẽ. Cũng kể từ đó, dân trong phum bắt đầu mới thấy có cái nhìn thiện cảm với con tóp Việt Nam hơn. Nên những ngày lễ, thấy bộ đội đi thông chốt về ngang tới phum, thì phum trưởng cũng mời lên nhà sàn ăn lễ với dân. Nhưng chỉ có lục thum Việt Nam mới được mời lên nhà sàn thôi, còn lính lác đi chốt về, ghé vào cũng không được mời đâu nhé. Anh em hỏi, khơi nư chê nệ na thơ lục thum, khơi nư chê nệ na thơ lục tui Việt Nam, nhìn sao biết ông nào là ông lớn, nhìn sao biết ông nào là ông nhỏ Việt Nam. Thì dân nó cười cười trả lời, chê nư, biết chứ, lục tui Việt Nam miên cầm lơn thum, ông nhỏ Việt Nam có súng lớn, lục thum Việt Nam miên cầm lơn tụi, ông lớn Việt Nam có súng nhỏ, hèn gì. Nhưng sĩ quan có mấy khi mà ra phum mang theo súng ngắn bao giờ đâu, chỉ có đám lính lác mới hay trốn đi la cà ngoài phum. Ngày lễ hôm đó, có một thằng quen thân với quân khí về mượn một cây súng K-54, có luôn cả vỏ bao, lấy súng ra, nhét hai hộp tiếp đạn vào, một hộp nhét thì đứng theo vỏ bao cho phồng ra, một hộp nằm ngang cho lòi đuôi hộp tiếp đạn lú ra phía tay cầm, y như có súng trong bao. Còn thằng kia thì vắt súng vào lưng quần cho lòi báng súng ra. Thế là được hai lục thum dỏm được dân mời lên nhà sàn ăn uống. Còn hai thằng lục tui có súng lớn dài, không được mời lên nhà sàn, thì ở dưới đất chơi nhảy múa với mấy cô gái khử me dưới sân thôi. Nhưng cũng tức cười, có cái là dân không phát hiện khi mời ông lớn bộ đội Việt Nam có đeo súng ngắn lên nhà sàn cùng ăn lễ, nhưng chân lại mang giày vải. Chứ nó có mời hết cả bốn thằng, cũng đâu dám leo hết lên nhà sàn. Nó tưởng toàn lục thum thật leo hết lên sàn, không có lính bảo vệ dưới đất. Nó tìm cách hốt hết lên, làm thịt, thì bỏ mẹ luôn cả đám. Chơi thấy cũng vui,
Mấy thằng nhảy đi sau, mấy cô gái cứ chơi nghịch ngợm, súng đạn thì mang trên vai, tay thì cũng múa máy, chân thì giả vờ dẫm lên xà lông của con gái người ta, xem thử có tuột ra không. Nhưng các chú lầm to, thấy họ chỉ quấn quanh, rồi lận mối vải xà lông vào lưng quần, rất bình thường. Nhưng các chú bộ đội mình khi dẫm đè chân lên gấu váy và khi họ bước tới là giật chân văng ra ngay. Chuyển quân, khoảng tháng 10 năm 1983, tất cả anh em trong đơn vị có nghe mang máng một thông tin là sắp tới toàn bộ D3 sẽ rút hết quân khỏi đường 12 Bratvihia, nhưng chưa biết đi đâu. Là tin bí mật nên chiến sĩ không được biết chính xác thông tin này, nhưng cũng thầm đoán chỉ trong vài ngày gần đây thôi. Vì một là các kho lương thực của D bộ và các C đã sắp hết nhưng không được tiếp tế. Mình thường xuyên bị sốt rét, hai hôm nay cái chân từ đầu gối trở xuống bỗng dưng bị sưng to vù. Khi lên trạm xá thì anh y sĩ khám bảo chú mày bị bệnh phù thủng vì ăn thiếu muối hay rau gì đó. Rồi lấy tay ấn vào mình, thấy thịt nơi bị sưng lún sâu vào, nhưng khi lấy ngón tay ra thì để lại lỗ sâu tím tái, không đàn hồi thịt trở lại được, nhìn ghê thật. Rồi cho mấy viên thuốc bảo về uống. Nói tiếp, còn 11 đứa Pol Pot đang tạm giữ tại đơn vị, không khai thác được gì. Chắc có lẽ tiếng ca anh em không biết hết, lúc hỏi cung không nắm được ý nó nói. Cho nên khi quân báo của quân khu 7 vào, đơn vị giao hết chúng nó về cho quân khu tiếp tục làm việc. Ít ngày sau, một buổi chiều, có tiếng xe rất nhiều, ù ù chạy đến. Anh em tưởng đoàn H-13 vận tải, tại sao lại dám vào đường này khi trời tối? H-13 hôm nay không sợ bị Pot nó phục kích hay sao mà đi vào giờ này, khi các chốt thông đường đã rút hết về? Nhưng không phải, khi chạy đến đầu phum, tiếng xe cả đoàn xe quẹo vào doanh trại, đậu hết giữa sân, gần 12 chiếc trên thùng xe trống rỗng, lệnh giới nghiêm cấm tất cả anh em, không người nào được ra khỏi doanh trại. Tăng cường canh gác xung quanh đơn vị để bảo vệ cho đoàn xe. C7, C8 cách dây bộ khoảng hơn 10 km, mỗi xe cũng có vài xe vào doanh trại. Dây trưởng thông báo cho các đơn vị kiểm tra tất cả quân tư trang, vũ khí cá nhân, vũ khí đang được bố trí tại các giao thông hào, sẵn sàng chờ lệnh. Anh em suy nghĩ, chắc thủ trưởng sợ thông tin đơn vị rút quân bị dò dỉ, lộ ra ngoài phum. Có chính quyền hai mặt này, phòng ngừa khi lúc xe quay trở lại gần ngang phum. Thì suốt đêm hôm đó, tất cả anh em sau khi bốc hết lương thực, khí tài, xăng dầu lên xe, trừ vũ khí, tư trang cá nhân, riêng mình chính thức được phân công nhiệm vụ kiểm kê nhận tất cả số lương thực thực phẩm từ hôm nay, đối chiếu trùng khớp với sổ sách, trùm bạt xong, anh em tụm lại uống trà bàn bạc suốt đêm vì không tài nào ngủ được, đoán mò tình hình, rồi mình sẽ đi về đâu, nếu về chỗ mới có sướng hơn ở đây không? Cho đến khi trời sáng, vẫn ăn cơm nước bình thường, vừa xong, thì có một xe bộ binh không biết của đơn vị nào, trang bị mang vũ khí lỉnh kỉnh, áo quần dính đầy bụi đất, hình như là của đoàn 7704, đến tiếp nhận doanh trại, trên vai ai cũng súng đạn nổi niêu lỉnh kỉnh. Dù chưa quen biết nhau, nhưng lúc gặp nhau, anh em ôm chầm lấy, chào hỏi nhau, trao đổi đủ thứ chuyện, rồi hỏi thăm, nắm bắt tình hình ở địa bàn mới, vui vẻ như người thân đi xa về gặp mặt, rồi lại sắp chia tay nhau. Đúng là lính ở chiến trường, lúc gặp nhau là thế, không xa lạ, nhìn thấy thật xúc động. Vừa vào tiếp nhận doanh trại, anh em hai đơn vị đang hỏi chuyện liên thuyên thì có lệnh tập trung tất cả đơn vị phước lên xe rút quân. Ở dưới đất lâu ngày, rộng rãi quen, hôm nay nhét lên mỗi xe mười mấy, gần 20 thằng, vừa đồ đạc, vừa súng đạt ba lô, sao mà chật chội ngột ngạt thế. Xe lăn bánh, đi đầu là các xe C9, đến mấy xe dây bộ, rồi xe B thông tin, trinh sát đi sau, vừa đi vừa cuốn đường dây hữu tuyến. Chạy ra khoảng 8 km thì đoàn C7 nhập vào. 7 km tiếp thì đoàn C8 tập hợp thành một đoàn dài, mỗi chiếc cách nhau khoảng 50 mét, đề phòng bị phục kích. Cả đoàn xe thì toàn mui trần chạy ra hướng Công Pông Thom. Giữa trời nắng nóng, anh em lấy khăn mặt nhúng nước cho ướt, rồi chùm lên đầu, lấy nón cối ụp lại cho đỡ nóng, nhìn cả đoàn xe chạy, bụi bay mù mịt, khắp người thì dính đầy bụi đất đỏ. Trên đầu thì chùm khăn màu trắng, bám bụi màu đất đỏ, nhìn giống như đoàn xe chở thương binh bị băng bó ở đầu trong rừng đi ra. Lúc lên xe thì chật chội khó chịu, xe chạy hồi lâu sụp ổ gà ổ voi, anh em lắc lư cắm cổ té chúi nhũi,
súng ống thì va vào nhau kêu lộp cộp, nhảy tưng tưng lên trong thùng xe. Tự nhiên cảm thấy rộng ra. Gần 20 xe chạy gần đến chiều thì ghé vào trạm nghỉ chân của quân khu 7. Gần sát chợ và bờ sông, bên này đầu cầu bê tông thị xã Công Công Thông. Đơn vị thông báo được nghỉ tại đây 2 ngày. Các chú đồng đội ta ở trong rừng lâu ngày được ra thị xã cứ như chim sổ lồng đi tứ tung, làm kiểm soát quân sự và lính cảnh vệ của trạm đi tìm lùa về từng tốp, giống như lùa gà vịt về chuồng, xong quay lại tìm tốp khác lại lùa về. Có mấy anh em từ khi qua chiến trường ca tới mấy năm trời toàn ở rừng mà chưa biết tí gì về đất nước chùa tháp này nên muốn đi lòng vòng xem cho biết. Chưa xem được thì đã bị lùa về. Có một nhóm lính đang đứng bu quanh cái lồng sắt to gần đầu cầu hướng dãy nhà lầu thị xã Công Công Thơm. Tay đang chỉ trỏ trong lồng. Trong lồng nhốt một con chăn to, một con khỉ và một con cá sấu. Đang đứng vừa xem vừa chê bai, mấy con này sao ốm nhom ốm nhách, còn mấy con của tụi mình bắn được thì mập quá trời. Đang bàn luận khen chê thì có mấy thằng kiểm soát quân sự, nó đi tới, cánh tay có đeo băng đỏ, mời hết anh em về lại khu đang nghỉ chân. Anh em bực tức cự cãi lại thì được anh em kiểm soát quân sự phân tích. Đúng ra là sợ anh em lâu lâu ra ngoài ít biết tiếng ca, nên khi giao tiếp với dân rồi vào quán nhậu, rồi say rượu, ăn nói lung tung, dễ gây hiểu nhầm. Sẽ xảy ra những hiểu nhầm không hay giữa dân ca với bộ đội tình nguyện Việt Nam. Các anh lính mình lại nổi máu công thần không chịu nghe, không chịu về, còn chửi đê má đê mẹ. Tụi mày toàn là lính kiểng, lính cậu, ở đây ăn sung mặc sướng, đê biết gì, còn tụi tao thì sống lên chết xuống, mới mò được ra đến đây, đi chơi một tí cho biết, mà cấm cái đê gì. Nói xong, 2-3 thằng bảo nhau về trạm xách súng, đi tìm mấy thằng kiểm soát quân sự. Cũng may, vệ binh gác cổng trạm thấy anh em vác súng ra khỏi trạm, biết có xảy ra chuyện phía ngoài, nên báo cùng anh em trong đơn vị mình nữa, tới ngăn cản, mấy thằng mới chịu vác súng về. Nên không có gì đáng tiếc xảy ra. Thế là vệ binh khu nghỉ dưỡng ra lệnh cấm anh em chỉ nghỉ ngơi trong trạm, không được ra ngoài dân. Anh em vệ binh tâm sự với anh em đơn vị. Cứ lần nào có đơn vị phía trong biên giới rút ra đây nghỉ, quân đi ra ngoài chơi là hay xảy ra chuyện lắm. Có lần mang cả trung liên răng càng ra chặn giữa đường, nên về sau này có lệnh ai có việc ra ngoài chỉ đi tay không, không được mang theo vũ khí. Đây là thị xã lớn nên an ninh rất tốt. Sáng hôm sau, lại lên đường. Tới 10 giờ 30 trưa thì xe dừng cho anh em đi vệ sinh tại ngay đầu cây cầu Công Mông Timor. Tại đây có một xe bộ binh đang đóng. Anh em ở đây cho biết 2 ngày trước, lúc ban ngày, bọn Pốt nó dám đánh vào đây một trận tơi bời luôn. Nhìn thấy mấy chiếc tăng bị cháy, gục nòng đứt xích thì biết ngay nơi này cũng chẳng yên ổn gì. Hỏi thì anh em ở đây cho biết mấy chiếc tăng này là của ta bị Pốt nó sơi trước lúc anh em đến đây đóng quân. Đi vệ sinh nhưng anh em toàn đơn vị cũng luôn cảnh giác cao độ vì phía sau toàn rừng cây cao. Phía dưới tán cây thì xen nhiều cây nhỏ rậm rạp. Một tiếng sau xe tiếp tục lên đường. Chạy đến chiều thì tới Pusat. Đơn vị không ghé vào sư 339 nghỉ chân mà bắt đầu vượt ngầm lách qua bờ bên kia. Vì tháng 10 nên nước dâng cao, đáy ngầm lót đá hộc, cắm cọc báo 2 bên báo xe, cứ chạy vào giữa là được. Có nơi nước ngập đến cabin xe. Sau khi vượt hết ngầm, xe leo lên trên đầu dốc đất, có một cái phum gọi là phum lếch môi. Đơn vị tạm bố trí chia quân nằm ở đó. Đến ngày hôm sau, cử một trung đội đi tiền trạm vào trước tìm chỗ đóng quân. Đơn vị nhận được tin, Pol Pot vừa đánh vào doanh trại C7 tại đường 12 Pratvihia, nơi đơn vị mình vừa mới rút quân đi, bàn giao lại cho đơn vị bộ binh của bạn 3-4 ngày trước. Sáng sớm hôm sau, một trung đội tiền trạm đi trước vào sâu trong, tìm chỗ đóng quân cho các C và D bộ. Thủ trưởng bảo quản lý mướn xuồng của dân, bơi ngược lại ngầm lếch, có cái chợ ở đầu ngầm phía bờ bên kia, gần sư 339, vào chợ. Mua được 2 con heo về làm thịt bồi dưỡng cho anh em. Mua heo xong, lúc quay về, chiếc xuồng thì nhỏ, chở trên xuồng 2 người, cùng với 2 con heo, mỗi con nặng gần tạ, nên nước mấp mé, gần ngập hết be xuồng. Người dân trèo xuồng về đến giữa ngầm, thì 2 con heo nó quậy, làm nghiêng xuồng, nước tràn vào và lật úp luôn.
Người dân thì bơi bám để tìm cách lật chiếc xuồng lại. Hai con heo thì bơi mỗi con một nơi, trôi theo dòng nước, đẩy xuống phía hướng có sợi cáp to răng ngang ngầm, để khi mùa mưa, nước lớn xe băng ngầm không được, thì móc phà vào cát, cho chiếc cano đẩy, ủi chiếc xe qua ngầm. Còn riêng thằng Hải Còi, quản lý nhà ta, thì không biết bơi, cứ hụp lặn giữa dòng nước, trôi theo mấy con heo. Cũng may, khi trôi đến dây cáp khoảng giữa ngầm, dây cáp nó xà xuống đụng tới mặt nước, nên thằng Hải nó vớ được, rồi bám chặt, lú đầu khỏi mặt nước, la lên kêu cứu. Anh em đứng trên phun cao, nghe la nhìn xuống thấy, mấy anh ở Bến Tre, Cần Thơ, Hậu Giang, toàn dân biết bơi, lật đật phóng xuống cùng nhau bơi ra cứu. Rốt cuộc, sau khi lên bờ chỉ vớt được có một con heo cùng thằng Hải, còn lại một con heo, nó trôi xuống cuối dòng chìm mất tiêu luôn. Tiếc của, mượn mấy chiếc xuồng của dân bơi đi tìm, lặn mò, nhưng đành chịu thua. Thế là khẩu phần bồi dưỡng cho mỗi anh em hôm đó chỉ còn lại phân nửa. Hai hôm sau, tổ tiền trạm quay về, tiểu đoàn trưởng họp đại đội trưởng của các đại đội chỉ đạo cho việc vào vị trí đóng quân của từng đại đội trong tiểu đoàn. Từ ngầm Lách vào 4 km, bên tay phải là bờ đất bao quanh của trung đoàn 550, bên tay trái là đại đội 7, đóng đầu tiên đối diện với đơn vị bạn. Xe bắt đầu vào tiếp, bên tay phải đồi đá thoai thoải, dốc nghiêng xuống toàn cây khộp xen lẫn lúp xúp các bụi le. Đoàn xe nối đuôi nhau vượt qua khỏi bờ bao nơi đóng quân của đơn vị công binh trung đoàn 550 của quân khu 4, tiến sâu vào đường 56. Bắt đầu từ đây, con đường mòn toàn sình lầy vào ổ gà, ổ voi. Mấy thằng đang đứng bám thành thùng xe, gác nòng súng chĩa ra ngoài cảnh giới, thì xe sụp ổ gà, suýt cả người và súng lộn đầu văng xuống đất. Mới bám chặt tay, lấy lại được thăng bằng, thì xe lại cán cục đá to, hất mấy thằng nhào ngược trở lại, văng qua thành bên kia. Cả đám như cục bột bị nhồi làm bánh. Đóng hết khóa an toàn lại, coi chừng súng cướp cò, một thằng la lớn. Xe lại từ từ bò lên phía trước, tay phải là đồi dốc rừng cây khộp xen lẫn lúp xúp các bụi le mọc chen các hòn đá to nhỏ, tay phải là vực sâu cây cối dây leo chẳng chịt. Đang đi nhìn thấy địa hình như thế này bất an quá, kinh nghiệm chiến trường cảm thấy quá bất lợi, quá nguy hiểm cho ta. Nếu bị pốt phục kích từ trên dốc cao, trên các hốc đá to bắn xuống. Đi trong địa hình như thế này, pốt nó mò ra, nằm chờ trên cao. Khi xe đến thì phía trên mấy mỏm đá dừng le, phụt B40 xuống, thì đoàn xe dưới này khó mà chống đỡ, chỉ có cách lao xuống vực thôi. Nên họng súng của các đồng đội và các cặp mắt trên xe lúc nào cũng đều căng thẳng, chăm chú vào hướng đồi dốc đó. Chiếc xe đầu tời có cuộn dây cáp bỏ đi trước, cứ xe nào bị lầy bơi không qua được thì quay đầu lại kéo lên. Đi toàn xe zin ba cầu nhưng cũng phải nhờ xe này kéo. Có khi xe đầu tời không có điểm tựa. Mấy xe qua trước phải móc cáp sau đít xe tời làm trụ phụ kéo lên mới được. Thật là gian nan vất vả. Rồi lại cắt cây dài lót xếp liền nhau ngang đường cho xe sau qua. Mất hơn một buổi, đi vào mười mấy km thôi mà đoàn xe sụp lầy 4-5 lần. Đúng là đi xe chậm hơn đi bộ. Vài tiếng sau, rồi xe cũng bò gần tới trung đoàn 10, sư đoàn 339. Xe có đầu tời qua trước, rồi đến xe thứ hai, rồi đến xe thứ ba, lại sụp lầy, ngập gần hết bánh xe, đến chắn bùn. Phước đi kế tiếp xe thứ tư, mình thì ngồi trên mấy bao gạo sát sau cabin xe, nhìn xuống đất xem hai xe nó kéo nhau. Đi toàn zin ba cầu, nhưng lúc bị lầy thì cứ tiến tới rồi thụt lùi. Bánh cứ quay tít, nhưng vẫn không bám leo lên được mà còn lún sâu hơn. Vậy là xe đầu tời đến kéo, quay đối đầu với xe mắc lầy, sau đó anh em xuống bê, nào đá, nào cây, chèn hết mấy bánh xe đầu tời lại, để khi nó kéo rút cáp vào không bị trượt bánh về phía trước. Lúc đó, xe của thằng Thông tài xế D1 được cử theo, tăng cường cho D3 mình chuyển quân. Xe nó bị mắc lầy, đang ngồi trên xe, Thông mở cửa bước xuống để kéo sợi cáp từ xe đầu tời đến mắc vào đầu xe của nó. Từ trên bậc xe, nó nhảy qua khỏi vũng bùn lầy đi đến mô đất nhỏ, khô hơn, để bước tới chồm tay với lấy sợi cáp, thì bùm! Mình tận mắt nhìn thấy nó văng lên cùng với sình đất và đám khói đen, rồi rơi xuống vũng sình đặc sệt. Đất từ chỗ xe của nó văng tới xe mình
mặt mũi quần áo đầu cổ mình cũng dính đầy sình đất. Nhìn thấy nó tự lật nằm ngang, từ đầu tóc tới chân dính đầy bùn, còn cái chân đứt thì cứ ngo ngoe. Mấy anh em liền phóng xuống đất, thằng thì xách máy dò mìn, thằng thì cầm cây thuốn xăm đất chung quanh. Vừa đi tới, vừa lót thêm mấy miếng ván, bước từ từ đến gần nó. Nhìn lại các xe cùng trong đoàn, ý hai bên hông xe, các nòng súng đều gác lên thành xe, ló ra, chĩa thẳng hai bên rừng, nhiều như xe chở củi. Khi anh Chiến dây phó đến, thì thằng Thông, nó nhìn cái chân đau, mặt dính đầy bùn nhăn nhó, nói, thủ trưởng ơi, bắn em luôn đi thủ trưởng. Nó lặp đi lặp lại như vậy, vài lần, thì ngất đi, mê man. Anh em y tá đến xé băng, quấn caro cầm máu chân cho nó, để máu ngừng chảy ra, rồi lại cho võng hai thằng cáng nó, một thằng vác AK đi trước. Rừng khoảng này toàn cây khộp to, nhưng mọc lưa thưa nên chỉ đi cảnh giới, nhìn dưới chân cho hai thằng cáng thương đi theo. Làm vậy là để cho hai thằng đi sau yên tâm thôi, chứ pốt nó mò ra, chôn mình xong, tạt nước sơ trên mặt đất, thì bố ai thấy được dấu. Vậy mà thì về đến chỗ đóng quân, nó móc túi quần ra, cũng được hai củ 652A lấy được trên đường đi. Khoảng 2 km thì đến gửi vào trạm xá E10, sư 339. Chỗ thằng Thông dẫm mìn giữa hai đầu xe tời và xe của nó, nên sình văng bít kín hai mặt kính trước của hai xe. Tài xế phải vào mé rừng, múc nước rửa mới thấy đường chạy. Bước vào mé cỏ lề đường múc nước bên trái, nơi mìn thằng Thông vừa nổ, tài xế bước đi cứ lừng khừng, lấy chân vạch cỏ, bước nhích từng chút một, không dám bước mạnh. Xách được xô nước ra, leo lên đầu, lau rửa kính xe. Anh em nhìn tài xế cứ cười, hiểu ý của các đồng đội cười trêu mình, anh cũng cười cười. Đằng ấy mới thấy đấy, tụi mày thằng nào có ngon, thì bước vào xách dùng tao xô nữa nghe. Cứ bước vào đi, lạnh tên bỏ mẹ. Vừa sau khi vượt lầy xong, đi khoảng 3 km, thì đến nơi đóng quân của dê bộ. Vậy là, chỉ cách E10 sư 339 có 1,5 km băng đường rừng. Ngày hôm sau, toàn đơn vị liền bắt đầu dựng doanh trại, đào hầm hào, phân bố vị trí đóng quân của đơn vị. Phía bên tay trái đường 56 vào là dây bộ, cơ yếu, kho lương thực, kho khí tài, nuôi quân. Đóng một bên, dọc theo đường trên triền dốc, phía dưới có dòng suối rất lớn. Bên tay phải là đường thông tin, trinh sát, tổ kỹ thuật sửa chữa, rồi đến B xe. Vào phía trong, cảnh áp sát tiểu đoàn bộ là C9. Sau này mới biết, dòng suối này chảy giữa hai triền dốc đá, nước rất trong. Chảy từ trong biên giới Thái Lan ra đến ngầm Lách. Dòng suối có cá nhiều kinh khủng, nên về sau này có dịp cải thiện. Cá của dòng suối này cung cấp cho anh em đơn vị nhiều bữa ăn tươi đáng kể. Mấy thằng hay rủ nhau băng rừng khoảng hơn 5 km, vào chiếc cầu bằng gỗ cháy sập mất khoảng giữa, có cái phum bỏ hoang, nhà lợp mái lá cũng còn mới, xung quanh vườn rất rộng, trồng toàn xoài, chanh, mít, cam, quýt, trái dừa, sai quả, có cả heo. Gà hoang của dân bỏ lại lâu, nên thấy bóng người, nó bay chạy tứ tung như gà rừng. Cây cầu gỗ rất dài và cao, khi nhìn từ suối lên. Ở đây, vào khoảng tháng 10, dòng suối bớt chảy xiết, chỉ một quả MK3, hoặc nửa lon thịt hộp nhồi thuốc nổ TNT hay là cái đầu quả B40 là khiêng cá đem về phơi khô để dành ăn thoải mái. Chỉ có con đường ra vào là gian khổ nhất. Mấy thằng vừa đi đánh cá về tới doanh trại thì cơn sốt rét của mình tái phát trở lại, run lên bần bật. Mấy thằng lại lấy tấm đắp phủ từ đầu xuống cho mình phơi nắng cho đỡ lạnh. Đến gần chiều thì lại nóng, cởi hết cả ra, chỉ còn mỗi cái quần đùi, người vẫn nóng hừng hực. Anh em nấu cá mới bắt lúc trưa, đem đến cho mình ăn, thấy rất ngon, nhưng vừa ăn vào một miếng là nôn ói ra ngay, mệt lả người. Anh Hoan Dâu y sĩ đem lại cho hai viên thuốc con nhộng màu nâu, uống vào, 20 phút sau, hai lỗ tai lại ù đặc, không nghe được gì, nằm bẹp hết mấy ngày sau, chỉ hớp được tí cháo gạo rang. Anh em nấu, cho vào vài hạt muối, đến cách một ngày sau nữa, cơn sốt lại lên, chân tay rã rời, lạnh run bần bật. Đi tiểu ra huyết cầu, chân bước không nổi. Có lúc có thằng bạn là Phan Văn Hạm ở B kỹ thuật qua chơi, thấy Phước không ổn nên nó nói, để tao,
rồi chụp lấy luôn khẩu AK dựng ngay vách nhà quàng vào cổ. Xóc mình lên lưng, cõng băng rừng hướng trạm xá dã chiến của Trung đoàn 10, Sư đoàn 339. Hôm nay, trời có cơn mưa không lớn, nhưng dai dẳng, hình như áp thấp nhiệt đới mưa tầm tã suốt ngày. Chỉ đoán vậy thôi, chứ có báo đài gì đâu mà biết được. Mới khoảng 3 giờ chiều, trời rừng đã tối sầm. Mưa cứ rơi rả rích mấy tiếng đồng hồ, đất ướt sình nhèm nhẹp. Trên đường đi, khẩu súng thì lòng thòng đu đưa trước ngực, một tay thì bợ mông mình cho khỏi tuột xuống, tay kia thì nó kéo tay mình quàng qua cổ nó để mình khỏi ngã ra phía sau. Vì lúc đó, người mình mềm nhũn như quả chuối chín, không còn biết gì đâu, chỉ còn nhớ lơ mơ. Hai thằng lủi thủi đi, thằng suýt ngã mấy lần vì vướng dây rừng. Nó đứng lại xốc mình lên rồi đi tiếp. Trời sập tối khi Phước tỉnh lại thì hẳn nó đã quay về doanh trại. Nhìn xung quanh thấy khoảng mười mấy cái giường làm bằng tre nằm chật hết người. Anh em xung quanh nào là cụt chân, băng đầu, quấn băng nửa người, đủ các kiểu. Dây chuyền nước biển lòng thòng đong đưa cùng tiếng cọt kẹt theo mấy nhịp trở mình rên rỉ đau đớn của anh em. Sáng hôm sau mình đã hạ cơn sốt. Có anh lính lớn tuổi nằm kề bên mình, quấn băng trắng ở đầu, nói với mình: "Này, cái giường của chú mày vừa mới thay chủ, khi trưa hôm qua là chú mày vào nằm thay đấy, mới chuyển trạm xá ra sư hả anh?" Mình hỏi lại: "Không, nó chuyển ra ngoài kia kìa." Anh chỉ ra phía ngoài đám tán rừng cây khộp, mọc xen lẫn các cây dầu to, nằm cạnh sát đường 56, có cái nghĩa trang chôn liệt sĩ, chờ bốc xác về nước. Khoảng hơn 20 cái mô đất đều có cắm cọc bằng cây ở đầu mỗi cái, thì mình nhìn đã hiểu. Thì ra, đồng đội của đơn vị mình, có thằng cũng được chôn ké ở nghĩa trang tạm của E10, Sư đoàn 339. Thì đơn vị mình là đơn vị độc lập cơ động, đi phối thuộc với các mặt trận, các sư đoàn, nên đâu có nghĩa trang tạm riêng. Nhưng nằm đây có sao đâu. Giường của trạm xá nơi chiến trường có ngày đổi chủ vài lần là chuyện thường tình thôi. Trạm xá Trung đoàn 10 này mùa mưa nhiều đường lầy xe không vào được, thì tải thương bệnh binh ra sư đoàn 339 bằng xuồng, thả trôi xuồng theo suối ra ngầm Lếch. Nhưng hai bên bờ suối cao, cây cối rậm rạp chìa ra suối rất nguy hiểm. Thứ nhất là xuồng trôi mạnh bị vương nhánh cây lật úp. Thứ nhì là pốt nó mà phát hiện thì chỉ cần hai khẩu AK trên bờ cây rậm bắn xuống thì thương binh và áp tải chỉ có cái là lặn luôn xuống nước thoát thân. Vẫn biết tình hình căng như thế nên anh em cũng đành chấp nhận. Có anh em còn khoái được đi nữa chứ. Thấy lạ, mình hỏi: "Sao lại khoái đi vậy?" Thì anh em trả lời: "Đưa thương binh ra sư 339 thì được tung tăng đi chợ Lếch mua vài gói thuốc hút, cô táp hay Apsara gì đó, rồi mua dùm đồ anh em gửi. Rồi được ăn bát hủ tiếu ngon tuyệt vời, sướng như tiên. Hôm sau lại đi quốc bộ vào, còn chiếc xuồng nhôm, gọi là xuồng, chứ nó là 1/2 nhịp cái cầu phao của công binh tháo rời ra. Lúc nào có xe vào thì trở vào sau, vì xuồng chỉ có thả xuôi dòng ra Lếch thôi, chứ bơi ngược dòng vào không được vì nước chảy mạnh. Chiều hôm sau, khi trạm xá nuôi quân mới cho anh em thương binh ăn cháo xong, thì phục hình, phục hình. Bốt, nó quất cho mấy quả bê, rồi nó rút mất. Mình và hai ba thằng còn loay hoay trên phản tre với dây nhựa lòng thòng của mấy chai nước biển đang chuyển dở, chưa kịp leo xuống đất. Nhìn lại, mấy thằng bị thương, cụt tay cụt chân, đã bỏ hết xuống hầm trú ẩn hồi nào. Thế mới tài chứ. Nhưng khi êm tiếng súng rồi, thì đau quá không leo được lên miệng hầm, chỉ rên hừ hừ, chờ anh em xuống dìu lên từng thằng một. Từ khi hai đơn vị gần nhau, rồi anh em hai đơn vị cũng có qua lại thi đấu đánh bóng chuyền, rồi lâu lâu sư 339 có vào chiếu phim màn ảnh rộng tại Trung đoàn 10. Đơn vị mình, anh em nào ở nhà cũng mò qua xem ké, ngồi kế bên nhau hỏi thăm nhau qua lại, rồi có mấy anh em E10 hỏi thăm mình. Hôm bữa trước, mấy ông mới vào có 4-5 hôm, Pol Pot nó cho đơn vị mấy ông ăn một bữa măng khổ, thấy có ngon không? Lúc hiểu ý ra thì mới biết, mấy anh em ở đây gọi B40, B41 là măng khổ. Các đồng đội biết đấy, cây khổ làm gì có măng. Cũng là vụ mấy hôm trước, đơn vị mới vào chỗ đóng quân được 6-7 ngày, doanh trại hầm hào đang làm dở dang. Buổi chiều vừa ăn cơm xong, anh em ngồi uống nước,
mấy thằng còn trên tấm vạt tre, mình thì đã hạ sốp, lại bắt đầu thèm chua. Chiều hôm qua tụi nó hái về cho mình cả túi chanh, cứ một quả cắt ra làm bốn để cả vỏ, kẹp với muối hột nhai mới đã. Loáng cái đã ăn hết ba bốn trái. Tụi nó cứ nhìn miệng mình rồi bảo nhau, cơm thì không ăn, mà thấy nó nhai mấy trái chanh mà làm tao nổi hết da gà. Còn thằng Hải Còi quản lý dê bộ, nó phát hiện ở chiền dốc suối có đám dây đậu, có trái hạt giống như trái đậu đen, nhưng phía trong ruột hạt có màu xanh, mọc cả một đám lớn, có trái chín khô nhiều quá, nên lấy rổ đi men theo chiền dốc, định hái về nấu chè. Lát sau, thì từ hướng cánh rừng cây sau bê trinh sát bên kia đường 56, hàng loạt đạn lửa bắn qua vào khu dây bộ, bay thấp là đà trên đầu anh em, rồi đến pháo bắn cấp tật qua, bụp bùng, rơi xuống, nổ giữa khu dây bộ, và hú, díu díu bùm bùm liên tục, có xen lẫn tiếng nổ ục ục, làm mình cảm thấy rung chuyển mặt đất. Mấy thằng tụi nó mới ngồi đây, tản ra chạy đâu hết, còn lại mỗi mình chỉ kịp xách cây AK phóng ra nấp sau ngay gốc cây to, giữa kho thực phẩm và kho khí tài. Tiếng pháo vẫn bay hú, díu díu bay qua khỏi đầu, chỗ mình nấp, xuống nổ ở chiền suối. Cũng may, mình không nghe thấy tiếng nào kêu xèo xèo. Sau một loạt pháo, mình đoán khoảng chừng hơn 30 quả thì im bặt. Nó bắn tập kích vào nhanh, nhưng rút lui cũng nhanh, đơn vị chưa kịp bắn trả lại trái đạn nào. Nó bắn nhiều pháo vào một chỗ như thế mà chẳng lọt vào trại quả nào, đã bỏ chạy mất. Bắn dở thật. Mình mới vào mặt trận 979 này, mới có mấy ngày mà nó cho nếm mùi măng khổ ở trạm xá E10, rồi mới về 2 ngày ở đơn vị. Hôm nay lại được post nó cho ăn tiếp bữa măng khổ nữa. Phước thầm nghĩ, vào đường 56 ở địa bàn này cũng căng thẳng lắm đây. Mấy anh em ra hết nơi trú ẩn, đi quanh tìm các vết nổ của pháo, nhưng chỉ thấy vài cái núm đầu của B-40 văng rải rác, nổ bung xòe như cái cánh hoa. Còn lại, toàn mấy cái lỗ tròn cỡ bắp tay sâu xuống đất như hang chuột. Anh em thấy lạ, lấy cuốc rẻng đào sâu theo, xuống khoảng gần 80 phân, thì có cái bọng tròn to hơn quả bóng. Xung quanh găm toàn mảnh nhôm, cứng y như mảnh vỏ đầu đạn B-40 vỡ, thì anh em mới suy nghĩ, chắc đây là loại pháo khoan hầm, nhưng không biết có phải không. Vì đây là lần đầu tiên được sơi loại măng này, về sau cũng không thấy loại này nữa. Từ nãy giờ, anh em có mặt đầy đủ để phân tích vụ việc, là chắc post nó biết đơn vị mới chuyển vào, nó định đánh dàn mặt phủ đầu đơn vị mới. Anh em bàn tán với nhau một hồi, nhưng không nghe thấy giọng thằng Hải Còi lên tiếng tham gia, vì nó cũng là chuyên gia bình luận, bà tám chúa. Không thấy có tiếng nói của nó, anh em chia nhau đi tìm, vạch mấy lùm cây cỏ tìm mà không thấy. Lúc kêu tên nó thì mới nghe có tiếng ý ới vang lên, từ cái khe sâu qua khỏi đầu có cỏ lau mọc kín mít. Anh em đến kéo nó lên khỏi từ cái khe sâu, mặt nó vẫn còn tái mét, đầu tóc thì dính phủ đầy cỏ khô, lòng thòng giống y như mấy thằng lính bắn tỉa ngụy trang, nhưng trên tay nó vẫn ôm khư khư cái giỏ đậu khô. Anh em nhìn thấy đầu tóc nó trông rất tức cười. Nó nói, tao đang hái đậu, nghe nổ quá trời, tao chạy vô không kịp, thấy có đám cỏ mọc cao chạy tới núp, ai ngờ sụp lọt xuống hố này luôn. Số cái thằng Hải Còi quản lý, lúc nó còn sống, nó đi đâu cũng hay gặp xui xẻo lắm, nhưng được cái may mắn đều tai qua nạn khỏi. Có một hôm, nó đi ké xuồng trạm xá E10, chở thương binh ra chợ Lếch, mua thực phẩm cho đơn vị. Xuồng này chở thương binh gia sư 339, đang thả trôi theo dòng suối, thì nước chảy mạnh, xuồng vướng vào nhánh cây, lật úp. Nó kể lại, tao không biết bơi, nhưng may lúc đó có khúc tre khô to trôi đến. Tao túm được, rồi trôi vướng vào mấy bụi cây thoát nạn. Còn mấy thằng thương binh, toàn dân miền Tây, cụt chân cụt tay, mà nó bơi giỏi như con rái cá. Bơi vào bờ, nằm hết trên bờ, rên la hừ hừ. Về đơn vị, nó lấy sổ sách bị ướt ra, phơi nắng cả ngày mới khô. Tụi nó cứ trêu, tại có mày đi theo, nên thương binh mới gặp xui xẻo, nên xuồng mới bị chìm đấy. Lúc hôm trước, vượt ngầm vào phum Lếch Mui, mày đi xuồng với dân, ra chợ Lếch mua hai con heo về, giữa ngầm cũng bị úp xuồng, chìm trôi mất hết một con heo, làm anh em bị giảm khẩu phần bồi dưỡng, nhớ không? Hồi còn ở Bradvihia,
đường 12, đơn vị Phước có một anh bên kỹ thuật cũng vậy. Cứ đi té lên xe nào là xe đó có chuyện. Không nổ lốp xe dọc đường thì cũng cán mìn, không thì bị phục kích. Có khi tự nhiên xe đang chạy bị lật cả xe. Nên cánh tài xế cứ ngại mỗi khi cho anh này đi lên xe của mình. Từ lúc đơn vị Phước về Pusat, phối thuộc với sư 339 quân khu 9 trên cung đường 56 này đến khi ra quân, theo riêng mình nghĩ, có lẽ nơi này ngoài việc đi truy quét đánh nhau với Pốt còn có một món đặc sản mà anh em ở đây lúc nào cũng dư giả. Ngoài cá ở suối còn lại, đó là mìn và sốt rét rừng. Còn cái gì cũng thiếu thốn. Tất cả các anh em đồng đội nào đã bước chân đi trên con đường 56 này cho Phước xin phép hỏi. Các đồng đội còn nhớ không? Vào chiến dịch K5. Để chuẩn bị cho chiến dịch, chúng tôi, đơn vị của Bộ Tư lệnh Công binh, tháng 10 năm 1983, từ Bratvihia, quân khu 5, mặt trận 579, đang phối thuộc với sư đoàn 307, đã được lệnh chuyển quân qua đường 56, phối thuộc với các đơn vị công binh của bạn và sư đoàn 339 quân khu 9, mặt trận 979 hơn một năm trước, gấp rút thi công thông suốt và bảo vệ cho toàn tuyến đường 56, bắt đầu từ ngầm lếch vào đèo đá, vườn quýt, năm nhà, bảy nhà, vườn xoài, đèo gà, đèo khỉ, 20 nhà, dốc DK, rô viên, đến đơn vị pháo 155 ly, cầu Vạn Thắng, biên giới Thái Lan để chuẩn bị cho chiến dịch K5. Tỉnh Pusat đưa cả mấy ngàn dân công vào hỗ trợ phát tuyến dọc hai bên đường, mỗi bên sâu hơn 200 mét. Tất cả các rừng chồi cây nhỏ đều chặt hạ sát gốc, nhìn rất trống trải, để phòng tránh Pol Pot mò ra sát đường gài mìn và phục kích xe kéo pháo, vận chuyển chở quân, vũ khí, đạn dược, xe tăng, xe thiết giáp và lương thực thực phẩm để chuẩn bị cho chiến dịch đầy đủ các loại. Nào là pháo 105 ly, 155 ly, 120 ly, 130 cao xạ 2 nòng, rồi loại 12, 16 nòng được kéo vào liên tục. Đơn vị của Phước G3 E269 được Bộ Tư lệnh Công binh điều thêm G2 của Trung đoàn 269 đang làm nhiệm vụ ở sân bay Po Chen Tông, Nông Pênh vào đường 56 hỗ trợ cùng tiểu đoàn 3 thi công thông tuyến cho kịp chiến dịch. Mỗi ngày cứ ăn cơm sáng xong, tất cả anh em trong đơn vị đều vác súng đạn đi thông tuyến. Nhiệm vụ là dò tháo gỡ mìn cho dân công phát rừng và chốt bảo vệ an toàn tuyến cho xe vận tải ra vào biên giới. Doanh trại chỉ còn lại vài người trông coi quản lý, còn tất cả xe cơ giới đều bò hết lên khỏi hầm trú ẩn ra tuyến thi công. Đến chiều về lại chui xuống hầm. Hầm trú ẩn của xe cơ giới do xe ủi đất đào sâu, khi xe xuống hầm đậu chỉ còn phần nắp cabin xe ngang bằng mặt đất, không có mái che. Lúc thi công các đoạn đường cách xa đơn vị hơn vài chục km thì xe chở quân giải đều theo đường để làm nhiệm vụ. Tất cả thuốc nổ TNT hoặc dây cháy chậm thì có xe chở, nên lính chỉ mang vũ khí cá nhân và kíp mìn chứ không đèo vác vụ mấy thứ này nên cũng khỏe. Sáng ra, đi đến nơi, anh em chia ra, một tốp thì dò mìn phía trước trong rừng dọc theo đường, xong thì dân công vào chặt cây. Đàn ông thanh niên Khmer to khỏe, cách nhau mỗi người vài mét, thẳng hàng từ mép đường vào sâu trong rừng hơn 200 mét. Gần cả trăm người đi trước đốn hạ sát đất các cây to ở bắc chân trở xuống. Phải nói, cách chặt cây của dân ca và nhìn cái dựa bén ngọt cầm trên tay, mấy thằng đàn ông đầu quấn khăn cà ma, lưng cởi trần đen bóng, chỉ cần phập một nhát là cây cỡ bắp tay đứt lìa ngã xuống. Hàng đi sau là phụ nữ cũng vậy, chặt băm các cây nhỏ và nhánh các bụi chồi cho dạp sát đất. Hai hàng người tiến lên đến đâu là cả một khoảng trống lòi ra đến đó, chỉ còn lại các cây khộp, cây dầu to thẳng trống, lòi cả góc, nhìn rất thoáng, an toàn. Có thể tránh được tầm bắn của B-40, B-41 hoặc Pốt mò ra đường phục kích. Còn trên mặt đường có một tổ đi dò mìn đi trước để xe ủi đất, lấp các ổ gà, ổ voi khi qua một mùa mưa, bị lầy lội sụp lún sâu vào các mương nước, chảy xé ngang đường, xuống triền dốc thành các khe. Còn mấy thằng thì xách bộc phá TNT cùng hộp kíp nổ và cuộn dây cháy chậm đi đánh các phần đất đá chỗ nào nhô nghiêng cao về phía vực sâu để xe ủi lấy lại độ bình. Xe gạt
thì móc tà lui hai bên đường và gạt phẳng mặt đường. Khoảng cách trong vòng mấy km, đường đang thi công, không khí nhộn nhịp hẳn lên vì tiếng nói, tiếng gọi nhau của hàng ngàn dân công và tiếng xe máy thi công, rồi tiếng bộc phá nổ ầm ầm, thay cho khung cảnh rậm rạp yên tĩnh đáng sợ của lúc trước. Lúc ăn cơm trưa, dân lại tụ ra lề đường dưới các bóng mát của các cây to, nghỉ ngơi. Các chú bộ đội mình lại mò đến nói chuyện với dân. Còn có thằng đi lòng vòng, kiếm mấy em Khmer trông xinh xắn, xà vào kiếm chuyện tán gái. Đến chiều làm công việc xong trong ngày, dân lại kéo về, hàng trăm cái lều bạt được dựng lên cũng gần đó. Đoạn giữa đơn vị mình và trung đoàn 10 sư đoàn 339. Dân công ở đây, buổi chiều đi làm về, sau khi xuống suối tắm giặt ăn cơm tối xong, nghỉ ngơi, nhảy múa hát hò tại quanh lều trại. Cấm không được đi xa khu ở và đặc biệt không được đến gần doanh trại quân đội Việt Nam. Tối đến thì khu ở dân công bắt đầu nó mở đài phát thanh. Mấy cái loa gắn trên thân cây đọc tin tức Khmer xong lại phát đến mấy cái bài gì gì đó. Nghe nhạc cứ à yếc yếc, à yếc ơi yếc à suốt đêm. Vì anh em quen sống với những đêm yên tĩnh trong rừng đã lâu, nên nghe mấy điệu nhạc này nhức cả đầu, cứ mong cho nó đến giờ tắt loa để mà đi ngủ. Mùa nắng, Pol Pot cũng hoạt động mạnh, thường mò ra đường gài mìn, nên anh em thông tuyến phát hiện, gỡ cũng nhiều, đa số mìn chống bộ binh. Vì mùa nắng, xe gạt ủi đường đất còn xốp, nên Pot chỉ cần lấy cái muỗng ăn cơm, cào đất sơ sơ là nhét mìn xuống lấp lại. Nhưng cũng không qua khỏi con mắt của anh em thông chốt được. Phước không biết là từ lúc nào, tác giả nào lại có sáng kiến bày ra cái kiểu kéo trà cây rất hiệu quả. Khi chiều đến, xe máy và quân rút về doanh trại, thì các tổ chốt bẻ nhánh cây, ba thằng, mỗi thằng kéo một nhánh, đi hàng ngang, phủ đều mặt đường, vừa đi vừa kéo sau lưng, tạo ra những vết sọc đều dài dọc theo đường như cây chổi trà, quét xóa hết các vết giày và vết bánh xe. Từ tổ chốt này giáp đến tổ kế tiếp cách vài km và về tới tận đơn vị. Sáng hôm sau, các tổ đi thông chốt, nếu phát hiện có dấu chân băng ngang đường là biết Pot hồi đêm nó có đi qua khu này không, đi nhiều hay ít. Còn thấy chỗ nào có vết đất xóa lem nhem, đảm bảo 100% có mìn, gỡ lên thôi, dễ hơn bới khoai lang. Sau này, Pot nó bắt bài, biết mình kéo trà cây, khi nó gài mìn xong, cũng lấy trà cây, kéo quét lại. Nhưng vẫn không qua được con mắt nhà nghề của anh em thông chốt. Vì vết kéo sọc đứt khúc không liền, chồng chéo lên nhau, là bị phát hiện có mìn. Chỉ sợ mùa mưa, chiều rút về, anh em vừa kéo trà xong, tối đến gặp mưa to thì mất dấu. Sáng hôm sau, nhìn căng hai con mắt, đi mò mẫm lại từng chút mà phê lắm. Mình gỡ được chủ yếu là 652A và KP2, rất ít mình chống tăng vì chắc là mùa khô đất cứng, đào hố lâu sợ bị phát hiện. Vì rừng hai bên đường đã bị chặt chống chảy nên tầm nhìn xa. Hơn nữa, các tổ chốt hoạt động lui tới liên tục nên nó ít dám mò ra những nơi đường đã phát tuyến thi công xong. Kể từ lúc đó, xe qua các đoạn này ít khi xảy ra bị cán mìn tăng hay bị phục kích. Chỉ có những đoạn đường cũ, rừng rậm chưa làm tới thì phải cẩn thận hơn. Vì Pot nó dồn lại hoạt động phục kích ở các tuyến đường rậm còn lại. Một bữa trưa nọ, thằng Phối, lính mới vào đơn vị, được khoảng 4 tháng, quê Tiền Giang. Nó nhập ngũ tháng 10 năm 1984, đi một mình lên chốt. Đến chiều tối về doanh trại, nó kể lại. Lúc hồi trưa này lên chốt, em đang vừa đi qua khúc đường cua thì em thấy một Pol Pot mặc áo đen đội cái nón kết bánh tiêu đang lum khum lú nửa người từ đám cỏ. Tay nó đang moi moi cái gì dưới đất bên lề đường. Em biết thằng Pol Pot này nó đang moi đất để gài mìn, hết hồn luôn. Tại em đi có một mình, em sợ nó nhìn thấy nên em nép sát vô bụi cây ngay lề đường, tay mở khóa an toàn súng, đưa cây AK lên ngắm ngay đầu nó, mà tự nhiên trong người em thấy mệt, hồi hộp, đổ mồ hôi, còn tay thì cứ gun gun, mỏi quá, nên nòng súng cứ đưa qua đưa lại. Em sợ bắn chật, nên hạ nòng xuống một chút, nhắm vô người nó, chỗ cái mình to hơn cái đầu cho chắc ăn. Xong em nhắm nó vừa lọt vô đầu, gùi em nín thở bóp cò, gầm gầm, hai phát. Em thấy nó tưng người lên, bật ngửa ra phía sau, ngã vô lùm cỏ. Cái nón của nó thì còn nằm gớt lại ngoài đường. Em nghĩ trong bụng,
Chắc là nó chết, nhưng cũng sợ nó còn sống núp lại. Em đưa súng vô bụi cỏ đó, bắn bồi thêm mười mấy phát nữa, rồi mới dám bước tới. Mày kể chuyện dài dòng quá, rốt cuộc nó có chết không? Thằng lính 83 Hà Sơn Bình nói xen vào. Nó trả lời luôn, không chết, chạy mất tiêu. Nó là dân Tiền Giang nên phát âm chữ R thì nó phát âm thành chữ G. Chữ run thì nó nói là gun, bắn rầm rầm thì nó lại nói là bắn gầm gầm. Còn câu thằng Pốt nó lú đầu trong đám cỏ rậm thì nó bảo là thằng Pốt nó lú đầu trong đám cỏ gặm ga. Nghe mắc cười cái đám lính mới Tiền Giang, từ đó anh em trêu tụi nó là bắt được mớ cá gô bỏ trong cái gỗ, nó nhảy kêu gồ gồ. Mình anh em gỡ được sau khi lấy hết kíp nổ, quăng đống ở góc nhà, để dành lúc rảnh rỗi, mấy thằng rủ nhau đem đi đánh cá về cải thiện. Ăn không hết thì phơi khô để dành, phần còn lại đem ra dân công vừa đổi thuốc hút và cho dân đang phát tuyến ăn, nên họ rất vui vẻ với con tót Việt Nam. Có một hôm, mình lấy 12 củ 652, đã gỡ kíp nổ chia thành cột 3 cục, mỗi cục là 4 trái chồng lên nhau, lấy nẹp le bó kẹp ra xung quanh. Tra 3 cái kíp nổ số 6 vào 3 cục xong, ba thằng leo lên chiếc xuồng nhôm, loại để bắc cầu phao, chống đi ngược nước theo dòng suối khoảng 2 km, đến gần khúc cua nước chảy, một bên có bãi cát bồi hơi cạn, trên bờ có bãi cỏ lao rộng lớn cao khỏi đầu người, còn một bên là rừng cây cối rậm rạp, trên bờ đất cao dựng đứng. Dưới gần mép nước có mấy bụi tre gai và cây sung rừng trái chín đỏ. Gốc tre bị dòng nước xoáy lõm hàm ếch sâu lòn dưới gốc vào hơn nửa bụi tre, làm cho nó và cây sung ngã nghiêng xà ra dòng suối. Phía dưới có những rễ cây lòng thòng tua tủa xuống nước, trông giống như cái hang đập. Hôm nay nước hơi xoáy, sâu đến 4 mét, có nhiều cá to. Tụi mình cũng đánh lặn bắt cá ở đây nhiều lần, nên biết rất rõ chỗ này. Có một lần, cũng tại nơi đây, sau khi mình nổ xong, mình cùng mấy thằng lặn sâu xuống đáy mò cá. Lúc lặn xuống nước, thì ở phía ngoài vừa tới đáy, tay Phước vớ được con cá lăng, to ước khoảng gần 3 cân, liền nổi đầu lên, lấy hơi. Ngờ đâu bị nước xoáy đẩy vào đám trà tre chìm dưới nước, kẹt vướng trên đầu, trồi lên không được. Ngộp thở, phải buông cả con cá, lấy hai tay vẹt lên, một lúc sau hết hơi, uống mấy ngụm nước, mới lú đầu lên thở được giữa bụi tre, rách bươm chảy máu hết cả hai cánh tay. Nếu hôm đó, bụi tre dày trà lên, chắc khỏi lên mặt nước luôn. Cứ vài ngày quay lại, quăng mình vào chỗ này là có cá to vào trú ngụ. Mỗi lần nổ, sức ép của mình phía dưới đẩy lên, làm cả bụi tre rung lắc, dỡ cả bệ gốc tre lên rồi ụp xuống. Thằng phía sau chống xuồng trôi đến gần bụi tre, khoảng 10 mét. Mình đứng đầu mũi xuồng, miệng bập điếu thuốc cháy đỏ trên tay châm vào. Đốm lửa nhỏ phun ra từ đầu dây cháy chậm. Mình giơ tay lên, nhắm ngay cái hàm ếch dưới bụi tre, lấy đà quăng vào. Thì bỗng chiếc xuồng đang tiến đến chậm chậm, bỗng dựng đứng lên đột ngột, làm mình mất đà, chúi nhũi ra phía trước, quăng luôn cả cục mìn vào phía dưới bụi tre không chính xác, nên vướng nằm trên nhánh đám tre đan dày chẳng chịt khỏi mặt nước. Chết rồi, núp xuống! Mình la lớn, nhưng núp cái gì mà núp? Cái be xuồng nhôm chỉ cao có 20 cm, chưa che được cái đầu thì núp cái gì? Ba thằng chỉ kịp lấy hai bàn tay, vừa ôm cái đầu vừa quỳ gối úp xuống sàn xuồng, còn cả nguyên ba cái lưng và ba cái mông chổng lên trời. Âm! Tiếng nổ chát chúa trên bụi tre, một lượt của bốn trái 652A, một cặp lại ở cự ly gần, nghe điếc cả lỗ tai. Ngóc đầu lên nhìn, thì ôi thôi, lá tre nó bay tả tơi, xanh cả mặt nước. Điên tiết lên, mình quay lại chửi cái thằng chống xuồng. Mày làm cái gì vậy? Bộ muốn chết hết cả đám hả? Tao đang rút cây sào, ai dè nó dính cứng dưới sình. Tay tao bị trơn, sắp tuột cây sào, tao cố nắm chặt ghì nó lại. Tao đâu có biết mày châm cháy dây rồi, nó trả lời. Phước tức quá, không đi đánh nữa, về, mình quát, rồi giằng lấy cây sào từ tay của nó, chống thả xuồng xuôi theo dòng nước. Trên đường đi, cả ba thằng im lặng, không nói với nhau một lời. Tới doanh trại, leo lên hết bờ dốc suối cao, vào nhà vẫn còn bực tức, nhưng cũng nghĩ lại. Lúc nãy, vừa quăng trái bị vướng trên đám trà tre, mà cây sào bị găm cứng dưới sình tuột khỏi tay nó, xuồng thì đang trớn trôi, mà mình thì đang đứng nơi mũi xuồng.
ủi thẳng vào nơi trái mình đang vướng. Nó ầm một cái thì cả ba thằng không biết hôm nay có còn thằng nào để khiêng thằng nào đi về doanh trại. Thất kinh hồn vía luôn. Từ khi nhập ngũ đến nay, Phước may mắn ba lần thoát nạn. Hôm trước, mấy thằng cùng đơn vị mình, nó đi đánh cá cũng bị một lần. Thằng đứng trước mũi xuồng, vừa quăng cục thuốc TNT, loại bánh 200 gram, thì thằng sau chống xuồng, tay tuột luôn cây sào. Mũi xuồng vừa trôi, đến ngay cục thuốc vừa quăng xuống, mấy thằng chịu trận, ngồi chồm hổm, hai tay bám ghe. Hột nước hất cao đầu chiếc xuồng lên, rồi lật úp luôn cả ba thằng xuống nước. Hôm đó, cục thuốc nổ chỉ có 200 gram, nên chiếc xuồng nhôm không bị hề hấn gì, nhưng nếu là xuồng gỗ thì chắc chắn sẽ bể thôi. Ba thằng bị tê buốt bàn chân nhưng vẫn bơi được, lật xuồng trở lại tiếp tục lặn vớt cá. Xuồng này nó không bao giờ chìm, kể cả khi bị bắn thủng, vì ở giữa hai lớp đáy nhôm có một lớp xốp dày đến 25 phân. Năm 1985, 1986, tiểu đoàn 2 đang làm nhiệm vụ ở sân bay Pochentong, Phnom Penh, cũng được Bộ Tư lệnh Công binh điều về mặt trận 979 cùng tiểu đoàn 3 phối hợp cùng các đơn vị bạn sư 339 quân khu 9 chuẩn bị bắt đầu cho tổng chiến dịch K5 đường 56 tỉnh Busan đến biên giới Campuchia Thái Lan. Đường đang được thông tuyến, chốt an toàn từ ngầm lách bắt đầu từ bờ bao của trung đoàn 550. Đơn vị đang dò gỡ mìn thi công, đổ đất cấp phối, mở đường được chừng 20 km vào hướng biên giới cùng hàng ngàn dân công và một trung đoàn cơ giới của Campuchia, tỉnh Busan tham gia, thì được Bộ Tư lệnh điều toàn bộ đơn vị và xe máy rút vào sâu hướng biên giới Thái Lan, thi công bắt đầu từ cầu Vạn Thắng ngược trở ra 7 km là đơn vị đóng quân pháo 155 bên tay trái, bên tay phải là C7 của đơn vị mình, tiểu đoàn 3 trung đoàn 269, rồi lên đến dốc DKZ. Nơi đây, một khung cảnh tan hoang của một trận đánh lớn vừa xong. Chứng tích còn để lại là các nhánh cây cối trơ trụi, rụng không còn một chiếc lá, với đống vỏ đạn DKZ và các loại vỏ đạn pháo khác mà anh em dọn qua bên lề đường để lấy lối cho xe đi. Đống vỏ đạn to đến phải cần nhiều xe tải chở đi mới hết được. Rồi đến đồi A4, có một khẩu pháo 155 của ta bị dính mìn tăng và chiếc xe RMC móc méo, nằm lật nằm chỏng trơ bên vệ đường, vỡ hết các kính. Không biết nó bị mìn nổ thế nào mà cánh cửa cabin xe sứt văng ra ngoài, nằm kẹt giữa trạng hai của cây khộp bên lề đường. Nhìn cảnh này thì biết chắc chắn rằng mọi người ngồi trên xe không còn ai có cơ hội về thăm ông bà cha mẹ. Xuống dốc, qua một con suối gì đó chảy băng ngang đường mà lâu quá mình không còn nhớ tên con suối này, hình như là suối nước đục. Rồi đi đến nữa, một bên tay trái là sân bay trực thăng, còn bên phải là trạm xá E10 sư 339, rồi Rô Viên. Cuối mỗi mùa mưa, bắt đầu từ năm 1984-1985, là đơn vị tập trung vào tuyến để thi công. Đến khi mùa mưa nhiều thì rút ra hậu cứ phun dừa cách thị xã Busan 4 km để huấn luyện thêm về kỹ thuật công binh và dưỡng quân. Phải nói, mùa nắng vào nơi khu vực sát biên giới rất gian khổ vì nắng nóng và thiếu nước. Anh em bộ binh phải xách can nhựa, lội bộ băng rừng mấy cây số mới có nước múc gùi mang về để sinh hoạt. Mỗi can nước về doanh trại có khi anh em phải đổi cả mạng sống, hoặc cặp chân vì đá mìn khi băng rừng đi lấy nước. Ở nơi đây, phải nói là mìn rất nhiều của ta và Pốt cài xen kẽ. Công binh của ta gỡ mìn chống tăng để bên lề đường. Khi thi công thì lính công binh lấy mìn chiến lợi phẩm này đem ốp đánh phá các gốc cây hay các ụ đất đá cao để thông đường thay cho thuốc nổ TNT đã được đơn vị cung cấp. Công binh có xe cơ giới thì đi chở nước xa hàng chục km về để đơn vị xài nấu ăn. Đặc sản nơi đây, anh em đồng đội nào đã ở cung đường 56 này đều biết là sốt rét và mìn. Vào tháng 3 năm 1984, đơn vị D3 mình có nhận bổ sung lính nhập ngũ năm 1983 bên nước đưa qua là Nguyễn Văn Thám, lính Bình Trị Thiên, để thay anh thủ kho quân khí là lính nhập ngũ năm 1980 ra quân. Lúc này, vì đang vào chiến dịch K5, chưa thay đổi quân khí dê bộ được, nên đơn vị tạm đưa Thám bổ sung về C8 làm A trưởng. Từ khi về đơn vị C8 chưa được một tháng, vào buổi sáng,
thắm ra phía sau nhà hơn 100 mét, chặt mấy cây tre về làm việc gì đó, anh em cũng không rõ. Đến khi nghe có tiếng nổ, ầm. Rồi tiếp theo là mấy viên bắn báo hiệu ứng cứu. Anh em chạy ra đến nơi thì mới biết tám đá phải mìn bị thương rất nặng, nhưng vẫn cố bắn được 5 phát đạn ứng cứu rồi ngất lịm đi. Thám đã hy sinh sau khi anh em vừa cõng về tới doanh trại để đưa đi trạm xá. Tháng 2 năm 1985, anh Trần A trưởng của C9 cử hai đồng đội là Lê Văn Ga, nhập ngũ tháng 2 năm 1984, quê Tiền Giang, và Nguyễn Văn Dùng đi thông chốt vào hướng C17-E10 sư 339, cách đó 2 km. Khi còn 100 mét nữa là đến nơi, thì Ga dẫm phải mìn 652A của POT, có kẹp thêm thuốc nổ để đánh ô tô. Lê Văn Ga bay mất cả hai chân, chỉ còn phần trên của chiếc thắt lưng Ga-84 trở lên, hy sinh tại chỗ. Nguyễn Văn Dùng bị thương rất nặng. Đây là lần đầu tiên Dùng bước chân ra tuyến làm nhiệm vụ. Hầu như anh em nơi đây đều có mang chứng bệnh sốt rét quái ác. Rồi một số đồng đội chết vì căn bệnh kinh khủng này, như Lê Văn Long, lính B7C9, nhập ngũ 1984, quê Long Hồ, Vĩnh Long. Thư, nhập ngũ 1983, hạ sĩ quan, sốt rét chết năm 1984. Nguyễn Công Sáu, lính C9, nhập ngũ tháng 9 năm 1981, quê quán Rồng Trôm, Bến Tre, cũng ra đi mãi mãi cùng đồng đội. Sau này, khi về quê hương, sau mấy mươi năm, lâu lâu, anh em đồng đội vẫn còn di chứng sốt rét rừng tái phát. Trong đó có Phước đã kể cho các bạn nghe ở các phần trước. Cứ lính bộ binh đánh POT lướt tới đâu thì lính công binh chốt chặn, dò mìn, truy quét tàn quân địch, rồi thi công đường theo đến đó để quân khí xe tăng, xe thiết giáp và các loại pháo 105, 120, 130, 155 kéo vào từng đoàn. Có cả loại hỏa tiễn H-12, 16 nòng và mấy cái tên lửa Sam-3 cũng kéo vào sâu hơn để tham gia vào trận đánh các căn cứ lớn cuối cùng còn lại của Pol Pot dọc theo biên giới này. Xe chở quân vào, gặp anh em thông chốt từ trên thùng xe nhìn xuống và anh em đứng dưới mé rừng nhìn lên đều vẫy nón la, ô, chào nhau trong lớp bụi đỏ bay mù mịt bám đầy người mà chẳng nhìn rõ mặt nhau. Tiểu đoàn 2 do anh Kiệm chỉ huy và tiểu đoàn 3 của mình lúc này do anh Ngô Văn Hào làm dê trưởng chỉ huy. Hai đơn vị đảm bảo vừa chiến đấu an toàn, vừa thi công, vừa thông chốt, đi lại liên tục để POT không có cơ hội mò ra đường gài mìn hay phục kích xe chở quân, xe kéo pháo, xe chở khí tài thực phẩm vào tuyến đường 56 cho chiến dịch. Tháng 2 đầu năm 1985, có chiếc máy bay chở thương binh liệt sĩ của E-14 gia sư 339 đóng phía ngoài Lách, vừa cắt cánh thì bị hỏng máy, vội đáp xuống Rô Viên, gần đường có doanh trại của quân ta đóng. Cánh quạt vướng vào cánh cây, gãy văng từng khúc, còn máy bay thì lật văng cả thương binh ra ngoài. Trong đó, có một đại úy đi ké theo về phép, có một thương binh lính ca của bạn đi theo bị đè chết. Cũng may là không xảy ra cháy nổ. Sau khi tải thương binh ra ngoài xong, một tổ ở lại giữ xác máy bay. Hôm sau anh em bu lại, đục lấy nhôm. Thằng bạn của mình là Phan Văn Hạm, nó ở B kỹ thuật, nó có đồ nghề sửa chữa ô tô, cũng tham gia làm thịt chiếc máy bay MiG. Nó bó một mớ cánh máy bay bị gãy, đục thêm một đống nhôm to, trốn đơn vị, theo xe lúc đi ra chợ Lách bán cho vựa ve chai. Lúc đi nó còn dặn dò, tụi bay ở nhà giấu thủ trưởng, tao đi bán mớ nhôm này, về có tiền mua đồ cho tụi mày ăn, mua thuốc cho tụi mày hút. Ngày sau nó về tới đơn vị, anh em thấy nó im re, không thấy nói năng gì. Hỏi, mày bán được nhôm rồi ém luôn hả? Thuốc hút đâu? Lòi ra mau. Nó nói, tao với tụi 339 ra tới ngoài chợ Lách, phụ nhau khiêng nhôm xuống xe. Xong dân mua ve chai, nó lại nhìn xem, rồi lấy que sắt gõ gõ vào đống nhôm, rồi nói, cái này là nhôm cứng, không mua được. Mấy thằng phải mượn tiền của cánh lái xe, ăn cơm mấy ngày nay rồi về. Thiệt là chớt quốt luôn. Năm 1985-1986, đơn vị thi công từ cầu Vạn Thắng ngược lên A4 đến vườn xoài E8. Các đồng đội thông cảm, thời gian này căn bệnh sốt rét của Phước bắt đầu tiếp tục tái phát, hành hạ mình gần như chết đi sống lại nhiều lần. Từ 65 cân, nay ốm tuột xuống chỉ còn hơn 40 cân. Lúc nào đi tiểu cũng ra huyết cầu. Bạn bè nhìn Phước bảo,
Sao tao nhìn mày xanh xao như tàu lá chuối, cơm không ăn, mà toàn ăn một gợ, hết 6 quả chanh tắt 4 kẹp với muối hột nhai cả vỏ, nổi hết da gà, kinh thật. Lúc đó, cũng có dịp lính 80 ra quân, đơn vị điều Phước về hậu cần thay. Thời gian này, Phước ít đi lại vào tuyến, chỉ nghe các bạn từ chốt về kể lại, chứ ít khi nắm được thông tin hay chứng kiến một số đồng đội tiếp tục hy sinh thêm trên tuyến này. Phước phải xin tư liệu của thủ trưởng là anh Ngô Văn Hào, trực tiếp chỉ huy D3 lúc đó, đến khi hoàn thành xong chiến dịch K5 đường 56 này để viết phần tiếp theo. Có gì sai sót trong bài, mong các đồng đội trung đoàn 269 góp ý bổ sung thêm cho Phước. Năm 1987-1988, đoạn gần Rô Viên, tháng 3 năm 1988, hai tài xế Bùi Đức Tĩnh quê Nghệ An và Đinh Mạnh Hiền quê Phú Thọ lái xe Zin 157 ba cầu của đơn vị ra thị xã Lách theo bảo vệ đón đoàn xe lãnh đạo tỉnh Pu Sát vào thị sát đường 56 gần Rô Viên, cách khoảng 5 km. Đoàn xe bạn chạy trước, xe của tỉnh và Hiền chạy cuối cùng, chở theo mấy lính trinh sát, thì chiếc xe hứng trọn quả mìn định hướng điều khiển từ xa của Pốt, nó thổi ngược lại, vỡ hết kính chắn gió, đầu xe móp méo lủng lỗ, dày đặc như cái rổ. Tĩnh và Hiền gục đầu chết trong cabin. Lính trinh sát nhảy xuống xe, bắn vu vơ, rồi chạy về đơn vị kêu ứng cứu. Lần này, có dịp xe của đơn vị pháo binh 155 ra, nên đơn vị gửi xác Tĩnh và Hiền theo ra, chôn tạm ở nghĩa trang Pu Sát của sư 339. Còn nếu mùa mưa, đường không ra được, thì liệt sĩ chôn tại chỗ trung nghĩa trang trung đoàn 10, sư 339. Vì trung đoàn 269 của mình là đơn vị trực thuộc của Bộ Tư lệnh Công binh, nhiệm vụ đi là phối thuộc với các đơn vị, các mặt trận khi có chiến dịch, nên đơn vị của mình đang phối thuộc với quân khu nào thì liệt sĩ chôn tạm ké ở nghĩa trang của đơn vị quân khu nơi đó. Còn mốc thời gian để hoàn thành xong chiến dịch chưa biết sẽ là bao lâu, nên chưa có chủ trương bốc hài cốt về. Đến sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chiến dịch K5 phòng thủ biên giới Cam Thái xong, ta bàn giao lại cho quân đội nhân dân Campuchia làm chủ toàn tuyến biên giới. Đơn vị mình, trung đoàn 269 bắt đầu rút quân. Lúc này, đơn vị mới tổ chức bốc đợt cuối cùng, còn mười mấy bộ hài cốt đồng đội trong đơn vị để mang theo về nước. Có những bộ hài cốt mới chôn được vài ba tháng, anh em phải dùng xăng dầu đốt cháy hoặc lấy dao tông tạo thịt đang phân hủy, còn dính cho sạch. Rửa sơ qua bằng rượu đế, rồi muối vào cám gạo cho đỡ mùi hôi thối, bỏ vào túi ni lông tử sĩ màu xanh, kèm theo tên tuổi quê quán của liệt sĩ chôn theo khi mới chết, gói cột kỹ, mang theo về giao lại cho nghĩa trang Sa Mát tại tỉnh Tây Ninh chôn cất. Nhưng cũng còn sót lại một số anh em bị thất lạc, thân xác còn bỏ nằm lại chiến trường, cho đến hôm nay chưa tìm thấy được vì nhiều lý do khác. Đơn vị mình sau khi rút về đóng quân tại huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, một thời gian ngắn sau khi giải quyết cho hạ sĩ quan về phục viên và các sĩ quan về hưu, về chính sách, số sĩ quan trẻ thời gian phục vụ còn dài hạn thì được rút về Bộ Tư lệnh tiếp tục công tác cho đến hôm nay. Còn đơn vị mang phiên hiệu Trung đoàn 269 thuộc Bộ Tư lệnh Công binh giải thể, anh em chia tay nhau trở về quê hương của mỗi người nằm rải rác ở các tỉnh thành trên cả nước. Với tiêu chuẩn phục viên, mỗi lính về quê được hỗ trợ 6 tháng gạo và mấy ngàn đồng thời bấy giờ. Những chiến binh lì đòn nơi rừng núi mới ngày nào giữa trận mạc, không biết ngại đến cái chết, luôn luôn theo rình rập bên mình. Những chiến binh ngày nào cũng sát vai cùng đồng đội, chẳng ngại ngần xông va giữa làn đạn bom mìn của quân thù nơi chiến trường. Thì nay lại một lần nữa về vất vả mưu sinh với cuộc sống đời thường. Ai có đất ruộng nương rẫy thì về cày cấy chăm lo việc đồng áng. Ai không có đất đai thì lặn lội đi tìm xin một chân làm việc gì đó trong nhà nước, hoặc ra thương trường lăn lộn trôi giạt đi khắp nơi, làm đủ mọi thứ nghề để tìm kế sinh nhai. Cái mà người ta gọi là thương trường cũng khốc liệt, cũng leo lên bờ, lọt xuống ruộng, gian nan chẳng kém chi chiến trường. Những viên đạn bọc đường nó cũng nguy hiểm chẳng kém gì những viên đạn đồng nơi chiến trường, cái nơi mà con người ta vì đồng tiền tranh giành mưu toan làm hại lẫn nhau, cái nơi mà người ta dùng các thủ đoạn đè bẹp nhau để bước tới đỉnh vinh quang, trong đó có những đồng đội của mình.
Thật là buồn cho tình đồng đội, một thời nơi chiến trường, cùng nhau chia sẻ gian khó, sống chết có nhau. Khi mới về phục viên, nhiều đồng đội nắm bắt được cơ hội trước thì được vào làm việc tại các cơ quan, ưu tiên cho bộ đội phục viên từ chiến trường ca trở về, rồi được cơ quan bổ nhiệm, làm cán bộ ở những khâu kinh tế nhạy cảm, nên có cơ hội làm giàu nhanh chóng, rồi sa ngã, ăn chơi, bài bạc, ăn nhậu xa xỉ. Khi gặp lại đồng đội năm xưa thì cử chỉ mờ nhạt như không hề quen biết, còn tình cờ gặp đồng đội ở cơ quan thì lảng tránh, sợ nhờ vả xin xỏ. Số anh em còn lại cứ bươn trải suốt trong thời buổi khốn khó, nhưng vẫn cứ duy trì tình đồng đội hàng năm để họp mặt, ngồi cùng nhau vui đùa như thời trai trẻ, ôn lại chuyện chiến trường xưa, có gì làm nấy, miễn gặp nhau là được. Rồi cuối cùng, cái gì cũng có cái giá của nó. Nơi chiến trường, đồng đội tôi hiên ngang, không gục ngã dưới bãi mìn, dưới đạn pháo, dưới làn đạn đồng của kẻ thù. Nhưng khi về lại nơi chốn quê hương yên lành thì đồng đội tôi lại bị những viên đạn bọc đường hạ gục. Thoát đi tù nhưng thân bại danh liệt, tài sản trắng tay, gia đình tan nát, kiếm việc làm trôi nổi khắp nơi. Từ đó bạn bè trong giới làm ăn mánh mông cũng xa lánh nó. Đúng là còn tiền, còn bạc, còn đệ tử, hết cơm, hết rượu, hết ông tôi. Nó bơ vơ lạc lõng đi tìm lại đồng đội xưa, những thằng đồng đội cùng đơn vị với nó mới ngày nào từ chiến trường về, nó ngoảnh mặt làm ngơ. Sau mấy mươi năm lăn lộn ở chợ đời, cả đám lính trẻ ngày xưa giờ tóc đã bạc màu, có thằng thì nay công việc ổn định đủ sống, có thằng may mắn hơn đã thành công, giờ là ông chủ đồn điền, thằng thì là chủ doanh nghiệp lớn. Những nhà kinh doanh thành đạt vẫn tươi cười giang tay đón chào nó, đồng đội của mình. Trong những lần gặp mặt, lần đầu tiên nó được họp mặt cùng đồng đội, cả hội trường đứng yên lặng chào cờ và tất cả cúi đầu dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến các đồng đội mình còn nằm lại chiến trường xưa. Không biết trong lòng nó nghĩ gì, nó đã khóc, nét mặt của nó không còn kênh kiệu như lúc trước, mái tóc nó cũng đã bạc màu như bọn mình, hai bàn tay trắng không còn địa vị xã hội và mất luôn những ghi nhận chiến công của nhà nước đã ban tặng cho nó cùng anh em khi từ chiến trường trở về. Nhưng không sao, nó vẫn còn đồng đội ngày xưa quanh nó, dù cho nó đã có một lần ngoảnh mặt xem rẻ tình đồng đội như thế. Không, bọn chúng mình sẽ cùng nhau an ủi, hỗ trợ, đóng góp cho nó, sẽ không bỏ nó bơ vơ, vì nó là đồng đội của bọn mình, có một thời tuổi trẻ cùng cam chịu gian khổ hy sinh nơi chiến trường xa. Vì chúng mình là đồng đội E-269, vì chúng mình là những anh lính tình nguyện chiến trường ca.